Phần 3, những năm trong tù, năm 1936 đến năm 1946. Hồi 20, Danemora là gọt cánh đồng khô cằn ở vào một góc hiểm trở của bang New York. Đây là một nơi hầu như bị con người bỏ quên, bao quanh bởi những bức tường đá sáng. Đó là một nhà tù thuộc loại an toàn nhất và người ta chỉ gửi đến đây những tù nhân bất trị. Về mùa hè, tù nhân phải chịu cái nắng như thiêu đốt đến mức các tường phải chảy mồ hôi. Còn về mùa đông khi những cơn gió lạnh từ Canada thổi về, các bức tường của nhà tù được bọc những lớp băng lạnh toát. Thế giới ngầm của nước Mỹ vẫn gọi đây là Siberia của Hoa Kỳ. Khi được nghe nói tôi bị đưa đi Danemora, tôi không biết là tôi có thể chịu được không. Điều đó có nghĩa là tôi phải rời khách sạn Wandop sang trọng để sống ở một túp lều tồi tàn. Điều tệ hại nhất là chúng tôi chẳng có quan hệ nào cả ở Danemora và điều đó có nghĩa là tôi phải sống một thời gian thật sự khó khăn dù cho Polakov có tiến hành kháng án và kéo tôi ra nhanh đến đâu. Tôi sẵn sàng bỏ ra một triệu đồng ngay sau khi tôi được biết về nơi này. Nhưng vì chúng đã tóm cổ được tôi cho nên chúng quyết định không tha. Trước khi lên đường vào nhà tù, Luciano thu xếp các đồ đạc và tài sản của mình ở New York. Tôi có cảm giác như bản thân mình đang làm việc gì và có lẽ không có người nào phải trải qua những giờ phút tồi tệ như tôi. Tất cả áo quần và đồ đạc của tôi, tôi giao cho em tôi là bát. Nó có thể cất kỹ cho tôi và giữ gìn tư trang mà tôi giao lại. Tôi cũng đã chú ý đến gay Oklova bởi vì trong những tháng cuối cùng cô ta đã tỏ ra rất tốt đối với tôi. Cô ta đáng được hưởng một sự đền đáp nào đấy. Gia đình tôi cũng phải được bảo đảm. Tôi cũng lo cho tương lai của tôi nhất là về mặt tiền bạc. Tôi đã bàn với Lansky về vấn đề này và anh ta trở thành người thủ quỹ của tôi. Tôi giao cho anh lo liệu về tiền bạc của tôi, và về sau, anh cũng trở thành người chuyên lo vấn đề tài chính cho nhiều người khác. Khi anh bị xích tay vào cùng với những người khác, Luciano quyết định, tôi nhớ lại lời Goodman đã nói với tôi 20 năm trước đây khi tôi đi tù. Anh hãy làm bất cứ điều gì mà người ta bảo anh làm và chớ làm điều gì lôi thôi. Ông ta đã nói đúng, bởi vì khi đã vào tù thì ai cũng như ai và dọc đường đi đến nhà tù, tôi quyết tâm sẽ trở thành tù nhân kiểu mẫu nhất, nhưng Luciano đã tính toán sai về thời gian anh ở tù. Tôi vẫn tưởng là người ta đến một nhà máy thực sự. Suốt 24 giờ một ngày, tôi, Charlie Lucky, một nhân vật cỡ lớn, đã bị mắc vào một mạng lưới khổng lồ mà đáng lẽ từ xa người ta thấy được để tránh. Ấy thế mà tôi đã mắc phải. Tôi có cảm giác như có mũi dao đâm vào bụng tôi. Trong những đêm đầu ở nhà tù Danemora, tôi thường nằm mơ thấy mũi dao vô hình này và bất thường tôi thức giấc và la hét ầm ĩ bởi vì tôi đã thấy hình như Dewey đang cầm lưỡi dao đó ngoáy sâu vào lòng tôi. Tuy nhiên ở Danemora, Luciano không phải là một tù nhân bình thường vì dù sao chăng nữa anh cũng là vua của thế giới ngầm, vì vậy các tù nhân khác đã đối xử với anh đúng với cương vị của anh như hồi còn ở ngoài nhà tù. Hầu như từ ngày đầu vào tù, bất cứ tôi đi đâu cũng có những người chạy theo tôi và tha thiết cầu xin tôi giúp đỡ họ, nhờ tôi can thiệp với cảnh sát và các cai ngục. Họ nghĩ rằng tôi sẽ không ở lâu trong nhà tù và họ muốn khi tôi và họ ra khỏi nhà tù, họ sẽ đến tìm tôi ở New York và tôi sẽ giúp họ một tay. Mỗi lần được tự do ra sân tù, Luciano có cảm giác như mình đang ở đại bản doanh của anh ở New York bởi vì các tù nhân vẫn bao vây lấy anh mong nhờ anh giúp đỡ nhưng tôi chẳng phải là vương tướng gì cả ai nói chuyện với tôi tôi cũng muốn nói chuyện với họ những người nào cần tôi giúp đỡ thì tôi giúp tôi không muốn trở thành thủ lĩnh của danemora ấy thế mà người ta vẫn coi tôi là thủ lĩnh cứ mỗi lần có một tù nhân sắp được thả thế nào hắn cũng tìm cách gặp tôi và đề nghị tôi giới thiệu cho một vài người để hắn liên lạc sau khi ra tù cũng phải thừa nhận rằng tôi cũng đã tuyển mộ được một số người để sử dụng sau này ở New York trong khi tôi vẫn nằm tù ở Danemora. Đối với các viên chức trong nhà tù, ít nhất lúc đầu họ không tìm cách tiếp xúc với Luciano, người đã nổi tiếng. Anh không được một sự đối xử đặc biệt nào và ngay khi vào tù, anh được phân làm ở xưởng giặt là. Mặc dù tôi đã quyết định là sẽ không gây nên sự rắc rối, nhưng việc phân công này hơi quá sức chịu đựng của tôi. Vào khoảng năm 1936, xưởng giặt là của một nhà tù là một nơi thật tồi tệ. Không có máy giặt chạy điện, cũng không có máy điều hòa không khí. Nơi tôi đến làm việc chẳng khác gì một lò sấy và tôi phải giặt tất cả những thứ rác rưởi mà tù nhân đã mặc. Tôi phải làm việc như mụ thợ giặt bình thường. Sau một vài tuần, tôi đã tìm được cách tiêu tiền, nơi này một ít, nơi kia một ít, bởi vì có cai ngục nào từ chối tiền đâu. Thế là tôi được đưa lên làm việc ở thư viện, nơi đây sạch sẽ hơn và tôi có thể suy nghĩ và vạch các kế hoạch. Ở thư viện, trong nhà lao và bất kỳ nơi nào, Luciano cũng có sự ám ảnh chung như tất cả các tù nhân khác là làm thế nào để ra khỏi nhà tù. Tôi có cảm giác như tôi thực sự ở Siberia trong khi đó Polakov và Levi đang ở Manhattan. Đây là lần đầu tiên trong suốt đời tôi, tôi chẳng kiểm soát được cái gì cả và cũng chẳng biết gì về các việc sắp đến tôi như là người bị hẫng. Tôi cảm thấy tủ túng không phải vì tôi ngồi trong nhà lao mà bởi vì tôi cảm thấy đơn độc, mất hết mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, với thế giới của tôi ở Manhattan. Tâm trạng đó kéo dài mấy tháng liền và thường đêm nào anh cũng có giấc mơ dữ rồi. Cuối cùng Luciano mới chịu thừa nhận sự thật là hy vọng anh được tha không thể nào nhanh chóng thực hiện được và quá trình chống án sẽ kéo dài. Anh bắt đầu thích ứng với thực trạng, đặc biệt là công việc ở thư viện tôi sống giữa những sách và sách tôi bắt đầu nghĩ đến lansky anh ta đi đâu cũng nhét một quyển sách vào túi và có chút thì giờ nào dành là dính mũi vào sách thằng chó đẻ ấy hình như khi nào cũng đọc khi nào cũng học cái gì đấy nhất là những sách về tính toán vì vậy tôi cũng bắt đầu đọc trong khi các tù nhân khác nếu có đọc sách thì thường đọc sách về luật với hy vọng tìm ra được những kẽ hở hợp pháp để xin được trả tự do luciano thì không đọc những sách ấy tôi nghĩ rằng tôi đã phải trả khá nhiều tiền cho các nhà luật sư thế thì tại sao lại lãng phí thì giờ để làm một việc mà tôi có thể thuê họ làm tôi bắt đầu đọc sách về lịch sử và địa lý mặc ai nói gì tôi vẫn là người mỹ tốt và luôn luôn nghĩ như vậy nhưng tôi chẳng biết một tí gì về đất nước tôi cả thậm chí tôi không biết nó nằm ở chỗ nào trên bản đồ thế giới tất nhiên tôi biết chicago miami hot springs saratoga và nhiều thành phố khác ngoài ra tôi chẳng biết gì nữa trước khi tôi đến làm việc ở thư viện Danemora nếu anh hỏi tôi nó nằm ở chỗ nào thì tôi chịu cứng tôi cũng đọc khá nhiều về Sicily và Ý tôi đã sinh ra ở Sicily và nhiều bà con họ hàng sống ở đó nhưng tôi chẳng biết gì về quê hương tôi cả cho đến ngày tôi ra khỏi nhà tù có thể tôi hiểu biết về lịch sử Sicily và Ý hơn bất cứ một giáo sư nào ở Mỹ tôi đọc nhiều đến mức một hôm Franco Costello đến thăm tôi kể với anh ta về những sách tôi đã đọc. Anh nói, Charlie ạ, à, anh đang trở thành một Meyer Lansky người Sicily, buổi tối, ở trong nhà Lao, Luciano đọc và tập viết. Với một tờ giấy vàng úa và một cái bút chì, anh ngồi hàng giờ, viết đi viết lại từng chữ, cố bắt chước lại kiểu viết ở trong sách mà anh đọc ở thư viện. Vài năm sau, anh viết chữ tròn chặn rõ ràng, theo đúng kiểu chữ đã viết. Tuy vậy, trong thời gian ở tù, Luciano vẫn không chịu từ bỏ cả cái cơ đồ mà anh đã dựng lên ở New York và quyết tâm kiểm soát chặt chẽ. Anh đã giao cho dâu Adonis phụ trách giữ chức thay anh ở Hội Liên Hiệp Những Người Sicily. Mayer Lansky về tài chính, còn Frank Costello chịu trách nhiệm về món thu nhập riêng của anh đồng thời là cấp trên trực tiếp của Vito Genovese. Những người này thường xuyên đến nhà tù gặp anh, thảo luận với anh về những vấn đề quan trọng và khi họ ra về đã mang theo những chỉ thị của anh. Tình hình không giống như hồi anh còn điều khiển, tuy nhiên, mệnh lệnh của anh đều được chấp hành, các ý kiến của anh cũng không ai dám chống lại, anh vẫn tiếp tục được chia lợi nhuận, chỉ khác một điều là anh không trực tiếp nhìn thấy và hưởng thụ lợi nhuận ấy mà chỉ biết qua thư từ và những người đến thăm anh. Thật là đáng bực mình, tôi thì ngồi chết dí ở cái thư viện nhà lao, trong khi đó ở New York và khắp nước mọi người đang làm giàu to và tôi chỉ được nghe hoặc chỉ thấy điều đó trong ước mơ. Tôi giống như một người chỉ được nếm món ăn ngon nhưng không được ăn. Có lần tôi đã thật sự nổi giận với Lansky vì mấy tháng liền không đến gặp tôi. Tôi nhắn là anh phải lên gặp tôi ngay, nhưng người đến thăm tôi lại là Adonis với vẻ mặt tươi cười hớn hở. Adonis nói với Luciano là Lansky không thể đến được. Khi Luciano hỏi tại sao, thì anh ta nói Lansky có một số việc phải đi khỏi New York. Và tôi biết rằng anh gọi tôi đến để báo cáo về việc này. Luciano hơi bối rối, đừng nói quanh co nữa. Chuyện gì vậy? Adonis hơi do dự nhưng cuối cùng nói rõ, Lansky đã đi Havana. Hôm qua tôi được tin là anh ta đã thỏa thuận với Batista là anh ta sẽ kiểm soát sòng bạc ở khách sạn Nacional. Chuyện này không ai hay biết gì cả, khi nghe dâu nói, tôi rất ngạc nhiên, thật là khó mà tin rằng sau những chuyện lôi thôi ở Molaska, Mayer lại có thể làm một việc ngu ngốc đến thế. Vì vậy, Tôi ừ. dặn dâu chớ vội kết luận và nhắn với mọi người rằng ai đứng đâu phải đứng nguyên ở vị trí đó. Đồng thời Lansky phải đến Danemora gặp tôi ngay. Chỉ một tuần sau, Lansky đã có mặt ở phòng khách nhà tù cùng đi có Polakov là người thường có mặt trong cuộc gặp gỡ của chúng tôi cho có vẻ hợp pháp. Các viên chức nhà tù cứ tưởng là bạn bè đến gặp tôi. Như thường lệ, Polakov ngồi ở góc phòng đủ xa để không nghe được chuyện của chúng tôi. Lansky nói với tôi. Dâu Adonis nói với tôi rằng anh có vẻ không đồng ý, nhưng chuyện này tôi đã tính toán kỹ rồi. Chuyện làm ăn ở Cuba là của tất cả mọi người. Tôi đã làm đúng như chúng ta đã bàn với nhau 4 năm trước đây. Tôi chỉ giữ riêng cho mình một lĩnh vực ở Havana. Đó là ngành đường, anh cũng có phần ở trong ấy. Tôi không bao giờ muốn làm khác đi đâu. Còn về Batista tôi có thể nói rằng đây là món bở nhất của chúng ta từ trước đến nay tôi đã nắm chắc ông ta y như ông ta nằm trong túi tôi vậy. Dù cho ông ta hay một người nào khác chúng cử tổng thống, mọi chuyện vẫn êm đẹp. Ông ta đã thuộc về chúng ta. Chính tôi quản lý tất cả tiền bạc của ông ta đến từng đồng đô la và tôi đang chuyển tất cả thứ đó thành một tài khoản cho ông ta ở Thụy Sĩ. Luciano ghế yên tâm, sau đó hai người bàn qua vấn đề khác. Lansky nêu vấn đề Sicho. Sicho đã đi Los Angeles và đang nắm toàn bộ các hoạt động ở vùng bờ biển phía Tây. Lansky nói về người bạn thân của họ một cách cay gắt đến mức Luciano cảm thấy lo lắng. Tôi biết Benny là gã bảnh trai nhưng hắn không phải là một tài tử màn bạc. Ấy thế mà hắn đang xử sự như một tài tử màn bạc. Nếu như hắn ta đang sử dụng bạn bè mới trong giới màn bạc để làm một tấm bình phong thì tôi còn có thể hiểu được. Nhưng hắn đã không làm như vậy. Hắn đang tìm cách để trở thành một ông chủ của Hollywood và điều này chẳng hay ho gì vì hắn là người đang nắm công việc riêng rất mật của chúng ta. Tôi nói với anh điều này bởi vì tôi linh cảm rằng sẽ có ngày trô si trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với chúng ta. Câu chuyện truyền qua Vito Genovis, Vito nhờ Dansky đến gặp Luciano để xin phép ra nước ngoài. Genovis có nguy cơ bị truy tố và bản án có thể là ngồi tù, thậm chí lên ghế điện. Dewey đang theo dõi sát các hoạt động của Vito với tư cách là một trong những phụ chính của Luciano và các nhà chức trách cũng đang điều tra sâu vai trò Vito trong vụ ám sát Ferdinand Bocha. Lansky biết là tôi thâm thù thằng chó đẻ này. Tôi ghét cay ghét đắng việc hắn ta vẫn tiếp tục buôn lậu thuốc viện bất chấp lời cảnh cáo của tôi, và có lẽ chúng tôi đành phải mượn tay cảnh sát để trị hắn. Tuy nhiên, tôi nói với Mayer rằng tôi không thể ra một cái lệnh như vậy bởi vì điều đó có thể đưa hắn ta ngồi lên ghế điện. Tôi chưa thể quên được loại trừ Masseria. Maranzano và nhiều công việc quan trọng khác Meyer định cãi nhưng tôi chặn lại Tôi nói, tôi cho phép hắn qua châu Âu và hắn có thể mang đi tất cả những thứ gì hắn muốn Hắn không thể đến nơi nào cũng được trừ Italy Anh hãy nói với hắn là cứ ở đấy và chớ có giờ trò. Meyer truyền lệnh của tôi và Vito Genovese lập tức rời New York với 2 triệu đô la tiền mặt Hắn đã thỏa thuận với một số người mà hắn đã làm quen ở Naples mấy năm trước nhờ đó cái vali to tướng đựng đầy tiền của hắn đã qua được hải quan một cách dễ dàng. Ngoài ra hắn ta còn mua cho vợ cả một ngôi nhà ở cao nguyên Jersey, hắn để Anna vợ hắn lại, chờ xem tình hình làm ăn ở Ý ra sao đã. Hắn cũng đã để lại 250.000 đô la trong một ngân hàng ở đại lộ số 5 và chỉ có hai người được nhận số tiền đó, Anna và Steve Fran một trong những chân tay thân tín của hắn. Phi đồng ý cho Vito đi châu Âu qua báo chí, tôi cũng đã biết một ít về tình hình ở đó, nhất là những việc có liên quan đến hoạt động của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng Vito chẳng biết gì cả về Hitler và các vấn đề của châu Âu. Hắn chỉ biết Mussolini là một nhân vật cỡ bự ở Ý và hắn cũng đã có một số mối liên hệ quen biết. Hắn hy vọng rằng, thời gian hắn ở Ý, mọi việc sẽ tốt đẹp cho đến khi ở New York lắng dịu và hắn sẽ trở về. Chiều hôm đó, trước khi Lansky rời Danemora hai người đã thảo luận với polakov về tình hình chống án và khả năng thả tự do levi và adam sau vụ án đã thôi không làm việc với anh nữa giúp việc cho polakov hiện nay là một luật sư xuất sắc tên là jock anh ta tỏ ra là người trợ thủ đắc lực cho polakov tôi nghĩ rằng levi bất tài tôi đã trả cho hắn món tiền khổng lồ để chặn đứng âm mưu của dewey ấy thế mà hắn ta lại biến tôi thành một thằng hề một trò cười trước tòa vì vậy chúng tôi phải chọn người giỏi hơn. Đó là do tôi trả cho hắn hơn 90.000 đô la chưa kể các chi phí khác, chỉ cốt chống án cho được. Tôi không thể mặc cả bởi vì tôi còn phải ra khỏi đây và được tự do. Khi tòa bắt đầu xét đơn chống án, Luciano đã giao cho Polakov và Uop cả một tập xét để hai người được tự do chi tiêu nhằm giành được thắng lợi. Những bản kháng án đầu tiên đã dựa vào một số sai lầm của tòa án khi xét xử Luciano nhưng cuối cùng đã bị tòa án cấp cao hơn bác bỏ các luật sư của luciano xoay sang phía khác và lần này họ hành động thong thà và thận trọng hơn bởi vì chánh án mark mccook đã nêu rõ trong lời tuyên án là luciano và các bị can sẽ chịu mọi trách nhiệm về sự an toàn của các nhân chứng cho nên việc tiếp xúc với các nhân chứng để thuyết phục họ phản cũng phải được tiến hành rất tế nhị và kín đáo chỉ cần có một nhân chứng bị đe dọa bằng bất cứ cách nào thì việc kháng án sẽ thất bại dù cho các nhân chứng khác phản cung. Tôi nói với Polakov là anh ta với Jock phải tìm được cách làm cho lũ nhân chứng láo tuét này phải nói lên sự thật và chỉ có như thế mới thay được bản án. Sau đó Polakov đã đến gặp tôi và báo cho tôi biết rằng họ không thể làm thế nào tìm được tông tích của nhân chứng và các cô gái này hầu như đã tan biến đi trong không khí. Tôi nói với anh ta, thế tôi trả tiền cho anh để làm gì? anh cần bao nhiêu tiền thì cứ chi, tốn kém bao nhiêu tôi đếch cần, nhưng các anh hãy tìm cho ra bọn chúng. Chiều hôm đó, Luciano ra lệnh cho Lansky phải cùng với Polakov và Úp săn cho kỳ được cố kỳ Flo và Nancy Presser. Mai ở, tôi thề có chúa là chúng đầy đường và có thể tìm ra bất cứ ai. Tôi yêu cầu anh phải tạm ngừng mọi hoạt động khác của anh và chỉ nghĩ đến một việc, tìm cho ra lũ gái điếm. Nhưng mọi dấu vết đều bị xóa sạch mọi con đường hầu như đi vào ngõ cụt. Mãi đến cuối năm 1938, mới có tia sáng đầu tiên, một bức ảnh chụp lại một bức thư của văn phòng Dewey gửi cho Son Gale đã lọt vào tay úp và Polakov. Bức thư này do cố Flo viết và gửi đi từ Paris. Lời lẽ trong thư có vẻ đắng cay và chua chát, hình như cố Flo, Nancy Presser. myers Balitzer và nhiều nhân chứng khác đã được bí mật cho đi nghỉ ở châu Âu và được đài thọ mọi chi phí chuyến đi nghỉ này có vẻ như kéo dài vô tận không thời hạn những lời lẽ của cô Ki Flo trong thư để lộ các cô gái điếm ngày càng thấy bực bội về việc các cô bị kiểm soát quá chặt chẽ làm cho các cô không được tự do đi lại và không được hưởng các thú vui của cuộc đời giang hồ đó là chưa kể số tiền gửi cho các cô ngày càng giảm đi bức thư kết thúc với lời đe dọa Nếu các cô không nhận được thêm tiền và không được tự do hơn thì họ sẽ làm cái việc mà Dewey không muốn việc tìm ra tông tích các nhân chứng đã thu hút không biết bao nhiêu luật sư cũng như nhân viên điều tra làm việc cho Luciano. Đến Paris, Polakov nhận được điện báo rằng không cần phải làm áp lực nào cả mà chỉ cần tỏ ra phải chăng là có thể đạt được kết quả. Sau đó cô Key Flo, Nancy Presser và nhiều nhân chứng khác đã nhận ký vào những lời nhân chứng. Họ cam đoan rằng những lời khai của họ trước tòa đã được văn phòng của Dewey bịa ra, giao cho các cô học thuộc lòng. Họ nói rằng, họ đã nhận lời nói dối bởi vì họ nghĩ họ không còn con đường nào khác. Họ nói người ta đã đe dọa sẽ truy tố và kết án họ thật nặng về tội làm gái mại dâm, chủ nhà chứa, nghiện ma túy nếu như họ không nhận lời làm nhân chứng. Ngược lại nếu họ khai trước tòa đúng như lời văn phòng Điêu Huy muốn, người ta hứa sẽ bảo vệ họ, làm ngơ mọi tội lỗi của họ và còn cho họ đi nghỉ mát dài hạn ở châu Âu. Gần như đồng thời với các bức điện trên. Văn phòng của Polakov cũng nhận được một bức thư của dâu Bendix từ nhà tù Sinh Sinh gửi đến. Công tố ủy viên đã quên lời hứa giảm nhẹ tội và thả tự do cho hắn khi hắn nhận làm nhân chứng trước tòa. Bendix đã quyết định chống lại những kẻ vô ơn này. Trong bức thư, hắn thừa nhận là hắn đã khai man trong phiên tòa sử Luciano và các trợ lý của Dewey đã xui hắn làm việc đó. Họ đã mớm cung cho hắn và đã viết sẵn cho hắn những lời khai mà hắn sẽ phải đọc thuộc lòng khi ngồi ghế nhân chứng. Phi Luciano nghe Polakov kể lại những việc này. Anh ta rất sung sướng tưởng như các cánh cửa sắt của nhà tù sắp sửa mở rộng để trả lại tự do cho anh. Polakov đã kể lại cho tôi về các lời phản công và anh ta sẽ tổ chức việc chống án lần nữa. Tôi tưởng chừng tôi đã có thể gói ghém đồ đạc và chẳng bao lâu nữa sẽ về nhà ở New York. Để chống lại những lời khai có tuyên thệ của Cookie Floor, Nancy Presser, Mayotte Balizer. Joe Bendix và một số nhân chứng khác đã quyết định phản công và khai rằng họ đã bị Dewey và bộ tham mưu của ông ta mua chuộc. Dewey đã áp dụng chiến thuật chế giễu, khinh bỉ và thái độ công phẫn như thật. Ông ta nói rằng tâm tiếng của Luciano là điều mà tòa cần phải chú ý. Tiền sử của Luciano cũng quá đủ để chứng minh rằng những lời phản công của các nhân chứng đã bị người ta mua bất chấp những lời cảnh cáo của Mark Mark Quốc nhằm ngăn chặn mọi hành động đe dọa, khủng bố lừa bịp và mọi thủ đoạn khác đối với những người đã làm nhân chứng. Ông ta chứng minh rằng, sau khi đọc qua các tài liệu phản cung, ông ta kết luận rằng những tài liệu đó sặc mùi dối trá và đó là sự lừa bịp đối với tòa. Và thế là tòa đã bác đơn chống án của Luciano. Câu chuyện chấm dứt ở đó. Tòa án tối cao của toàn nước Mỹ cũng từ chối không xét đơn chống án. Ít nhất là cho đến lúc này, các con đường hợp pháp đã bị tắc và Luciano tiếp tục ngồi tù. Polakov vội đến Danemora để báo tin cho tôi. Chúng tôi gặp nhau trong phòng khách, sắc mặt của Polakov không bình thường. Mặt anh tái nhợt và run rẩy, anh nói với tôi, "Charlie, tôi buộc phải báo một tin buồn cho anh." "Chuyện gì thế? Họ đã bác đơn chống án của chúng ta?" Tôi sững sờ nhìn anh ta. "Tôi không hiểu được anh định nói cái gì." Tôi hỏi, "Thế là thế nào?" Anh ta nói, "Tạm thời, chỉ có thế thôi." Tôi vẫn chưa hiểu được anh ta định nói gì tôi lại hỏi anh ta nói kế hoạch chống án thế là thất bại trong một thời gian tòa bác bỏ đơn chống án của anh vì họ không tin những lời phản cung tôi gần như hét vào tai anh sao bọn chúng đã ký tên vào những lời phản cung chúng đã thừa nhận là đã khai láo thế mà tòa vẫn không tin à anh ta trả lời tôi chẳng biết nên nói với anh thế nào tôi còn phải nói với anh chuyện đó đã xảy ra như thế nào tôi suýt nữa ngất xỉu đi tôi có cảm giác như là sàn nhà bỗng nứt toác ra và tôi rơi xuống vực thẳm tôi thấy không còn hy vọng gì nữa xung quanh tôi như tối sầm lại có lẽ đó cũng là tâm trạng của một người bỗng nhiên trở thành mù loà polarov tìm mọi cách cho tôi bình tĩnh lại anh ta nói với tôi là anh ta đã không ngừng làm việc đồng thời anh ta bảo thật công việc không phải dễ dàng rằng mọi việc đều vạn sự khởi đầu nan chính lúc này tôi cảm thấy kính phục Polakov. Anh ta tỏ ra là người khôn ngoan và sáng suốt, và khi Polakov ra về, ít nhất tôi cũng cảm thấy rằng tôi có một người mà tôi tin cậy ở ngoài nhà tù. Nếu như còn có một khả năng nào thì chắc chắn Polakov sẽ sử dụng nó. Khi trở lại phòng giam, tôi nhìn những chấn song sắt trên cửa sổ và tôi bâng khuâng tự hỏi, không hiểu mình đang đứng trong hay ngoài nhà lao. Hồi 21, trong những năm trước khi vào nhà tù Danemora. Luciano đã có một ảnh hưởng kiềm chế đối với một số thủ lĩnh bất kham. Luciano, Costello, Lansky đã đi đến kết luận rằng nên hết sức tránh dùng bạo lực đối với số này, chỉ dùng vũ lực trong trường hợp không thể tránh được. Trong trường hợp đó, phải hết sức thận trọng, anh và các thủ lĩnh khác trong Hội Liên Hiệp Sicily đã hết sức kiềm chế lép và Anastasia là hai nhân vật quan trọng nhất trong số người thiên về dùng bạo lực bừa bãi. Luciano đã ra lệnh, không được giết bất cứ một ai, khi chưa có sự nhất trí của hội đồng. Khi anh còn ngoài nhà tù, còn nắm quyền hành thì ảnh hưởng của anh có sức thuyết phục mạnh mẽ và ít có người dám phớt lờ mệnh lệnh của anh. Nhưng bây giờ anh đã nằm trong nhà lao Danemora cách New York hàng trăm dặm, những người thay mặt anh lại thường không có mặt ở thành phố. Vì vậy, họ đã không kiềm chế được Lep và Anastasia. Costello thường đi New Orleans và một số nơi khác chung sức chung vốn với Phil Castell trong việc gã bạc đang phất. Lansky thì đại bộ phận thời gian có mặt ở quận Broward với mục đích lập một hệ thống sòng bạc ở vùng Miami và vùng biển Caribbean và anh ta rất quan tâm đến việc củng cố những mối quan hệ riêng với Batista của Cuba. Trong khi đó ở Danemora, tôi cũng đã quá bận rộn với những kế hoạch chống án và mọi cố gắng để được ra khỏi tù. Đúng vào lúc này. Tôi bắt đầu nhận được một số báo cáo về Lep và Albert trong khi Costello và Lansky vắng mặt. Tôi nghe báo cáo rằng Lep rêu rao khắp mọi nơi là trong những hoạt động của anh ta không một ai được dính vào đấy. Nói một cách khác, là khu hàng vải hay hệ thống lò bánh mì chẳng hạn, anh ta sẽ độc quyền, không cho ai tham gia vào và cũng không chia lãi cho ai cả. Vào khoảng giữa năm 1937, Lep bị rắc rối to. Lối sống dâm loạn và ồn ào của hắn đã làm cho hắn xuất hiện trên báo nhiều lần và vì vậy hắn là một trong những mục tiêu của Y. Tôi được tin báo là cảnh sát chuyên chống ma túy đang chuẩn bị để truy tố lép về một tội, làm tôi hết sức ngạc nhiên. Không hiểu thế nào thằng ngốc này lại dính líu đến một chuyến chở ma túy từ Hồng Kông vào nước Mỹ. Nghe nói số ma túy này đáng giá 10 triệu đô la, mãi về sau tôi được biết số tiền không lớn đến như vậy. Trước đây tôi vẫn luôn luôn lo lắng về việc Vito Genovis với chuyện buôn thuốc phiện. Bây giờ lại đến lượt thằng chó đẻ lép này dính sâu vào một lĩnh vực mà hắn chẳng có chút kinh nghiệm. Tất nhiên là hắn ta cần sự giúp đỡ. Vì vậy hắn ta nhờ dâu Adonis đến gặp tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi là nói với dâu cứ bỏ mặc hắn ta. Bao nhiêu năm qua tôi đã tìm mọi cách để giúp đỡ hắn nhưng mọi lời khuyên của tôi đều vô ích, chẳng khác gì nói với bức tượng đá. Tuy nhiên không ai có thể nỡ nào mà bỏ mặc hắn trong cơn hoạn nạn. Vì vậy, dâu trở về New York mang theo lệnh của tôi giao cho Anastasia nhiệm vụ che giấu cho Lep. Tôi biết rằng Anastasia và Lep rất thân nhau. Anastasia nhất định sẽ hết lòng lo liệu cho Lep. Vào cuối năm 1937, Louis Bouchotter, biệt hiệu là Lep, bỗng nhiên biến mất, và trong suốt hai năm trời hắn đã trở thành mục tiêu săn lùng vô hiệu trong cả nước. Dewey đã gọi Lep là tên gangster công nghiệp nguy hại nhất nước Mỹ và treo giải thưởng 25.000 đô la cho ai bắt được Lep. Ít lâu sau, G. Edgar Hoover cảm thấy lo lắng trước việc nhiều người như Dewey, Harry Enslinger, Cục trưởng Cục chống nha phiến, Louis Valentin, Cảnh sát trưởng New York, đều lao vào hoạt động trong địa bàn của mình cho nên vội vàng tham gia cuộc săn lùng bằng cách tuyên bố coi Lep là tên tội phạm nguy hiểm nhất nước Mỹ. Ông ta cũng treo giải thưởng 5.000 đô la cho ai giúp sở điều tra liên bang FBI bắt được Lev. Thông chí, bố cáo tràn ngập cả nước, nhưng cũng chẳng tìm thấy tung tích Lev. Các tin đồn, khi thì nói Lev ẩn náu ở Florida, khi thì nói ở Arkansas, khi ở Chicago, lại có tin Lev ra khỏi nước Mỹ, ở Cuba. Thậm chí có tin đồn hắn ta chạy sang Ba Lan hoặc Viễn Đông. Năm 1939, đã xảy ra một chuyện đáng buồn cười. Epi phải phái người đi khắp nước. Có nhân viên được phái sang Havana để gặp Lansky, một phái viên khác đến New Orleans gặp Costello hỏi xem Lep ở đâu. Cuối cùng, Hoover cử người đến nhà tù Danemora xin gặp tôi. Ông ta muốn nhờ tôi giúp tìm Lep, ai có thể tưởng tượng được, một gã như Hoover mà phải dùng cái trò như thế. Tôi bảo tên phái viên về nói với Hoover một điều là nếu ông ta can thiệp thay đổi bản án của tôi thì chỉ trong 24 tiếng đồng hồ, tôi có thể giúp ông ta tìm ra nơi lép ẩn nấp. Nếu bản án tôi không thay đổi thì ông ta không thể tìm ra lép và tôi sẽ bỏ mặc Edgar Hoover tự xoay sở lấy. Đó có thể là một ý kiến hay, đối với Luciano và các thủ lĩnh khác của thế giới ngầm, nơi ẩn nấp của lép không phải là điều bí mật. Hắn đang ẩn nấp dõi sự che chở của Anastasia số nhà 101, đại lộ số 3 Brooklyn. Nhưng Lep không phải chỉ có việc ẩn trốn mà vẫn tìm mọi cách điều khiển các công việc của mình như không có chuyện gì xảy ra. Lep và Anastasia cử các thủ hạ của họ đi thủ tiêu mọi nhân chứng bất lợi và làm cho các nhà chức trách không thể lập được bản án để truy tố hắn. Hắn vẫn thường xuyên gặp gỡ các nhân vật quan trọng trong thế giới ngầm và đồng thời ngày càng tỏ ra hung dữ và hay gây gổ với mọi người. Thái độ của Lep đã làm cho Tommy Lucic vội vã đến Danemora gặp Luciano. Như thường lệ, Polakov cùng đến với Tommy Lucic kể lại rằng cách đó hai đêm, Anastasia đã cùng Lep đến gặp Lucic, Willy Murretti, Gerardo Rulo, tay này vài năm sau trở thành một trong những thủ hạ chủ yếu của Vito Zenovic dưới cái tên Jerry Catena, Longy Zuman và nhiều người khác. Luchis đã triệu tập cuộc họp để phát biểu với Lep sự bất bình ngày càng tăng của anh đối với việc Lep đang tìm cách lấn át Luchis và nhiều người khác trong việc kiểm soát ngành dệt và may mặc. Lep tuyên bố, đây là lĩnh vực riêng của hắn và hắn sẽ chống lại bất cứ ai dính vào đó. Nói xong, Lep bỏ cuộc họp ra về và ra lệnh cho thủ hạ là Aberelle lái xe đưa hắn về nơi ẩn nấp. Luchis nói với Luciano, từ khi anh vắng mặt, công việc không còn như xưa nữa. Tôi có cảm tưởng rằng Frank Costello càng ngày càng lo đi ăn mảnh, còn anh chàng Lansky tài giỏi thì có khi đi biệt qua Havana hàng tháng trời. Charlie ạ, à, anh phải có một quyết định về lép bởi vì cả Dewey và Hoover đều quyết tâm tóm được lép bằng mọi giá. Chừng nào chưa thực hiện được điều đó thì mọi người còn lôi thôi, rắc rối với họ. Họ chỉ ngừng tay khi nào bắt được lép, tôi có cảm giác như chúng tôi đang đi ngược thời gian trở lại vụ đát sút. Tôi suy nghĩ một hồi và cuối cùng quyết định. Chúng tôi không thể thủ tiêu lép như chúng tôi đã làm đối với Sốt. Làm như vậy sẽ gây thêm rắc rối. Hoover sẽ nổi nóng bởi vì ông ta sẽ cho rằng chúng tôi phỗng tay trên vinh quang của ông ta. Còn Dewey lại đào sâu hơn nữa. Tất nhiên chúng tôi phải thanh toán lép, nhưng phải làm như thế nào để cả Dewey và Hoover đều có phần của mình. Tôi chỉ thị cho Tommy thông báo cho Meyer, Frank và Joe biết ngay quyết định của tôi. Đồng thời truyền lệnh đến cho Anastasia phải lập tức ngừng việc che chở cho Lep và nói với họ rằng, họ chỉ có chấp hành mệnh lệnh và tôi không chấp nhận bất cứ lời bào chữa nào. Điều quan trọng nhất là làm thế nào để Lep tưởng rằng chúng tôi đã có một thỏa thuận nào đấy với Hoover. Nếu hắn ta tự ra đầu thú với FBI và khai hết về chuyện ma túy thì hắn sẽ được bảo đảm không rơi vào tay Dewey. Trong thời gian hắn nằm trong tay FBI thì kế hoạch của Dewey cũng bị phá vỡ tôi biết rằng Lep rất sợ điêu ý nhất là sau khi thằng xò lá này đã trị được tôi tất nhiên chúng tôi chẳng có thỏa thuận gì với hoover cả nhưng phải làm thế nào để Lep tưởng là có tôi đã bàn với tommy là kế hoạch này phải được thông qua một người nào đó được ki tin tưởng hắn không ló mặt ra khỏi nơi ẩn nấp thậm chí không đến danemora gặp tôi tôi biết hắn chẳng tin gì dâu frank hoặc meyer vì vậy phải tìm ra một người thân cận với Lep mới có thể đưa hắn vào bẫy một cách êm thấm. Tôi viết thư cho Lansky và giao cho Polakov đưa lại cho anh ở New York. Tôi giao toàn bộ việc này cho Meyer và dặn hắn là sau khi đã thu xếp xong việc Lep ra đầu thú với Hoover, họ phải tìm cách nhắn tin cho Dewey biết rằng, chính tôi đã làm việc này. Hoover sẽ là người đầu tiên bắt được Lep nhưng sau đó, ông ta sẽ giao lại cho Dewey. Tôi cũng viết thư ra lệnh cho Frank tiếp xúc với người của anh ta nằm trong bộ tham mưu của Dewey và nói rằng tôi sẽ hết sức ủng hộ cuộc vận động của Dewey nhằm giành ghế thống đốc. Tôi nói với Frank là tôi sẽ báo cáo chi tiết của kế hoạch này khi đã suy nghĩ kỹ thêm. Tất nhiên là Lansky tìm ra ngay được người cần thiết để đánh lửa lép, đó là Moe Wolansky. hắn là người cùng Lansky và lép chung phần trong hệ thống gã bạc và ai cũng biết là hắn được lép tin cậy. Volansky đã được sử dụng như người trung gian và chính hắn cũng không biết rằng hắn đang đưa Lep vào bẫy. Sau hai năm trốn tránh, với những áp lực căng thẳng của cuộc sống ẩn náu, Lep đã mệt mỏi đến mức sẵn sàng nhận một lối ra mà anh cho rằng phải chăng. Tháng 8 năm 1939, Lep nhắn với Luciano là hắn sẵn sàng đầu thú với điều kiện là Anastasia sẽ lái xe đưa hắn đích thân đến gặp Edgar Hoover vấn đề bây giờ là làm thế nào thỏa thuận các chi tiết với người đứng đầu sở điều tra liên bang fbi vì hoover vẫn chưa hề biết gì về kế hoạch của chúng tôi có nhiều đề nghị nhưng chúng tôi đã chọn trong ba người làm việc này william o'Doyer một luật sư ở brooklyn hắn đã nhờ chúng tôi mà trở nên giàu và có thế lực morris novick một trợ lý đặc biệt của thị trường lagardier một người nổi tiếng công bằng và liêm chính walter winchell một nhà bình luận có tên tuổi của tờ báo, tấm gương hàng ngày, anh ta là bạn cố chi của Hoover. Khi Frank Costello đến báo cáo với tôi và đề nghị Winchell, tôi đã đồng ý chọn hắn ngay từ đầu. Hơn nữa Costello cũng biết rõ hành động của Winchell hồi tôi còn ở khách sạn Babison. Winchell là người rất thân với Hoover, nếu chúng tôi sử dụng hắn ta thì lép lại càng dễ tin hơn. Hơn nữa, việc trao cho Winchell tên gangster, miếng mồi béo bở nhất thế kỷ này chẳng có hại gì. Đó là một cái ơn mà Winchell sẽ phải trả và tôi tin rằng tôi có thể sử dụng hắn cho việc thực hiện các kế hoạch đang hình thành trong óc tôi. Tôi đồng ý với Frank là chọn Winchell, chúng tôi bắt đầu bàn về Dewey. Chúng tôi biết Tổng là thằng chó đẻ này không muốn cả đời ngồi mãi ở cái ghế tranh án. Hắn đã có lần bị ngã đau trong kế hoạch vận động giành ghế thống đốc, năm 1938. Hắn đã bị Herbert Lehmann đánh bại trong việc tranh giành chức ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Ngoài ra, hắn cũng đã bắt đầu thăm dò dư luận để tấp tỉnh ra ứng cử Tổng thống năm 1940. Chúng tôi cho rằng hắn còn quá trẻ trong một chức vụ như vậy. Nhưng chúng tôi lại cần hắn ở Albany vì ở đây hắn có thể làm một vài điều có lợi cho chúng tôi. Frank Costello trở về New York với lời nhắn nhủ của tôi với Dewey là tôi sẽ làm tất cả để ủng hộ hắn ra ứng cử chức thống đốc đồng thời hắn cũng sẽ nhận được lép kèm lời chúc mừng của tôi. Đêm 24 tháng 8 năm 1939, sau hơn 2 năm lép biến mất, một chiếc xe du lịch sang trọng do Albert Anastasia lái đã dừng lại trước số nhà 101 đại lộ số 3 ở Brooklyn. Một hành khách bước lên xe, cổ áo bành tô của hắn lật cao khuôn mặt bị che khuất dưới một chiếc kính dâm to tướng. Chiếc xe lại nô máy phóng qua cầu Brooklyn và đi vào khu Manhattan. Đến đầu đường 28 đại lộ số 5, Anastasia dừng xe lại. Cánh cửa sau của chiếc xe mở ra, người khách trên xe bước xuống, nói một vài câu từ biệt, rồi rảo bước đến nơi đã hẹn. Winchell ngồi đằng sau tay lái một chiếc xe du lịch khác đã chờ sẵn, mở cửa và nhìn ra ngoài anh ta nhìn kỹ vào mặt của người mới đến và quay lại nói với một người thứ ba ngồi sẵn ở ghế sau thưa ngài hoover đây là lep hoover gật đầu với tay mở cửa xe và ra hiệu cho lep bước lên xe hoover buông lời chào sẵn giọng anh có khỏe không lep trả lời rất hân hạnh được gặp ngài hắn bước vào xe và ngồi xuống bên cạnh giám đốc sở điều tra liên bang lep đã nhanh chóng vỡ mộng ngay từ những câu hỏi đầu tiên của hoover lép vỡ nhẽ là không có sự thỏa hiệp nào cả. Hoover cũng chẳng thừa nhận là có sự thỏa hiệp nào, thậm chí, không nghe nói gì về việc này cả. Ông ta lạnh lùng báo cho lép là tòa án liên bang sẽ nhanh chóng xét xử lép về tội buôn ma túy. Về điều này thì lép đã biết trước, nhưng anh ta rụng rời khi Hoover nói tiếp, sau khi tòa án xử về tội ma túy. Anh sẽ bị chuyển sang cho Dewey để xét xử về những tội mà Dewey đã công bố. Mới cộng lại sơ sơ, thì với số tội này, cũng đã đủ cho lép lãnh một bản án 500 năm tù. Về sau lép kể lại, lúc đó tôi chỉ muốn nhào ra khỏi xe, nhưng điều đó không thể được. Winchell vừa mới nổ máy thì cả một đoàn xe chở đầy nhân viên FBI đã xuất hiện bao kín lấy chiếc xe và cả đoàn xe chạy về trụ sở FBI ở Manhattan. Một tháng sau, lép bị đưa ra xử ở phiên tòa của tòa án liên bang về tội buôn ma túy. Hắn bị kết án 14 năm tù. Bản án vừa đọc xong thì lép lập tức được chuyển qua cho Dewey. Lép được Dewey coi như một bậc thang để leo lên ghế thống đốc, có thể dẫn ông ta lọt cả vào tòa nhà trắng, tại tòa án liên bang. Dewey đã kết án Lép về nhiều tội và ông ta tỏ ra thỏa mãn khi tòa tuyên đọc phạt Lép từ 30 năm đến trung thân, một con số trùng hợp với bản án của Luciano. Với hai vụ án thành công, xử hai tội phạm cỡ bự nhất nước là Luciano và Lép, Thomas Dewey tiếng tăm lừng lẫy. Vốn chính trị của hắn đã rõ ràng là tăng vọt. Đối với tôi, vấn đề sống còn là phải làm thế nào cho Dewey thăng cử thống đốc trước khi hắn ra tranh cử tổng thống để giành chỗ vào tòa nhà trắng. Tôi cần hắn ở vị trị thống đốc bang, bởi vì như vậy, hắn sẽ có quyền cho tôi ra khỏi tù và chịu sự quản chế. Có hai vấn đề phải được giải quyết. Thứ nhất, phải bảo đảm Dewey thắng được Layman hoặc bất cứ ứng cư viên nào khác của Đảng Dân Chủ. Thứ hai phải chi một món tiền cho cuộc vận động tranh cử của Dewey, đủ cho hắn phải thật sự chịu ơn tôi. Tất nhiên, cũng phải nhìn trước để không xảy ra những chuyện bất ngờ như lần trước đối với Roosevelt, vì hồi đó chúng tôi đặt hắn lên ghế rồi mới vạn ốc sau. Ngoài ra, tôi cũng có một số tính toán trước trong đầu liên quan đến Dewey và có lợi cho tôi. Hồi 22, đầu năm 1940, Frank Costello xuất hiện ở Danemora với một số tin đáng ngại. Anh ta thì thầm nói qua mạng lưới chắn. Anh Charlie, ông bạn Bill O của chúng ta đã nện cho Rayler một trận vì một mối thù cũ nào đấy. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Chúng ta sẽ không làm gì hết trừ phi thằng kít mở miệng ra. Chúng ta sẽ không cho phép làm gì cả. Nhưng điều quan trọng hơn là O'Doyle có che chở chúng ta không? Tôi tưởng rằng anh sẽ nói với tôi là anh đã nắm chắc được hắn như bỏ vào trong túi của mình rồi. Costello trả lời, Chúng ta đã làm điều đó nhưng hắn ta lại có những tham vọng mới. Chúng ta đã bỏ tiền ra để cho hắn trở thành tránh án ở Brooklyn, nhưng tôi có thể bảo đảm với anh rằng hắn lại muốn địa vị của Lagardia kia. Costello lại nói thêm một điều làm cho Luciano cảm thấy rằng kế hoạch của anh nhằm sớm ra nhà tù Danemora mờ nhạt hơn. Tôi không biết là hắn ta có chịu nghe theo chúng mình không. lão Turkis, trợ lý của Odoyer cũng là một gã đầy tham vọng và hắn đang vặn hỏi Rayler chúng ta không thể mua Turkish vì hắn là thằng cha khá liêm chính. Vì vậy Bill o không còn cách nào khác là để cho Turkish tự do hành động. Suốt đêm hôm đó, tôi không hề chợp mắt. Tôi hết sức bực tức về việc Greller có thể làm tiêu tan mọi hy vọng của tôi đang đặt vào Dewey một khi hắn trở thành thống đốc. Tôi không thể nào tin được một chuyện như vậy có thể xảy ra đối với tôi nhất là khi chiều nay Costello nói với tôi rằng, anh ta đã tiếp xúc được với Dewey qua một nhân viên của ông ta và Costello đã nhắn với Dewey rằng ông ta sẽ có đủ tiền để ra tranh cử chức thống đốc. Costello nói rằng Dewey đã không cự tuyệt và tôi coi như hắn ta đã nhận lời. Ấy thế mà bây giờ lại xảy ra cái chuyện tai hại này có thể làm hỏng bét mọi việc. Giá mà tôi đang ở New York thì tôi có thể làm một việc gì đó để đối phó với tình hình này. Nhưng tôi lại nằm trong cái nhà tù này chẳng khác đi đầy ở Siberian. Tất cả mọi hy vọng của tôi đều nằm trong tay người khác. Và tôi linh cảm rằng mọi việc sẽ xấu đi. Rayler vốn là một trong những thủ hạ đắc lực của Lep và Anastasia. Hắn là một gã hung dữ luôn luôn có chuyện rắc rối với luật pháp kể từ hồi hắn bị bắt lần đầu tiên lúc 16 tuổi, vào năm 1924. Hắn bị bắt tất cả khoảng 42 lần trong đó có 6 lần vì tội giết người và hắn đã từng vào tù 6 lần. Nhưng vụ rắc rối nghiêm trọng nhất của Rayler đồng thời là vụ rắc rối với các kẻ đàn anh trong thế giới ngầm bắt đầu từ năm 1940, khi một tên lưu manh loại tiểu tốt tên là Harry Rudolph đang ngồi tù ở đảo Riker đã quyết định khai báo về một vụ giết người mà hắn đã chứng kiến sau nám về trước. Hắn khai với cảnh sát ở Brooklyn rằng, bạn của hắn là Alex Alpert đã bị Rayler, Goldstein và Anthony Maffetore giết chết. Căn cứ vào lời khai của Rudolph. O'Doyer tránh án Brooklyn đã bắt và tống giam cả ba thủ phạm. Ngày 31 tháng 3, tức là hơn 40 ngày sau khi hắn bị bắt, vợ của Reller đã đến văn phòng của O'Doyer và nói rằng chồng của mụ ta muốn được gặp ngài tránh án có việc cần. Những nỗi lo ngại của Luciano đã thành sự thật. Reller đã từ nhà tù Manhattan đến, và phòng của O'Doyer ở Brooklyn và nói với ông ta, tôi sẽ làm ông trở thành nhân vật vĩ đại nhất nước này. Và khi chỉ còn lại hai người với nhau. Hắn đã đề nghị với odoyer một sự trao đổi không điều kiện, nếu xóa hết tội cho hắn, nếu hắn được bảo đảm tự do và từ nay không bị cảnh sát quấy rầy nữa thì hắn sẽ khai tất cả những gì hắn biết về thế giới tội ác có tổ chức và hắn sẵn sàng đứng ra làm nhân chứng trước tòa. Đó là cánh cửa bí mật mà bao lâu nay Odor muốn tìm. Nhưng trong giờ phút đó, cả Odor và mọi người khác đều không ngờ nó quan trọng đến thế. Rayler được tạm giữ ở khách sạn Boston ở Brooklyn. Cách văn phòng của Audohier chỉ có vài bước. Ngày đêm có cảnh sát canh phòng cẩn mật, thế là Reller bắt đầu khai. Đợt đầu, hắn khai liền trong 12 ngày và để ghi hết những lời khai của hắn, người ta phải viết tốc ký hết 25 cuốn sổ, về tất cả những việc buôn lậu, trộm cướp và giết người mà bản thân hắn tham gia. Hắn đã khai một loạt tên, những đồng lõa và cả những người tuy không phải đồng lõa nhưng có biết về các sự việc trên, kể cả chỗ ở hoặc nơi ẩn nấp của họ thằng chó chết này có một trí nhớ thật khủng khiếp. Hắn nhớ mọi chi tiết và những lời khai của hắn đã dẫn Tơ Kít và các nhân viên lấy khẩu cung trong văn phòng của odoyer ngày càng lần ra được các ngóc ngách của thế giới ngầm. Lúc đầu Reller khai ra một danh sách những tên gangster cấp thấp và những tộc ác của họ, Mayon và Abandando đã giết một con nợ tên là Rudnick bằng cách đâm 63 nhát dao trước khi bóp cổ đến chết. Chao và bác sĩ si đã nhận lệnh của Albert Anastasia dùng gậy đánh chết Finstall không hiểu tại sao cả O'Donnell và những nhân viên khác không đụng chạm gì đến Anastasia và Mangano về cây chết của Feinstein. Những lời khai của Reller chắc chắn sẽ đưa Mayon, Abandando, Schau, Goldstein và nhiều người khác lên ghế điện. Nhưng đó là chuyện về sau. Lúc đầu những người hỏi cùng chỉ say xưa nghe Reller, ghi chép những lời khai của hắn đồng thời ra lệnh bắt những người có tên trong danh sách. Tất nhiên việc Reller khai báo được coi là tuyệt mật nhưng chẳng bao lâu việc đó đã lộ ra, ít nhất là đối với thế giới ngầm. Vài tuần sau cuộc gặp Luciano về việc Greller, Costello lại đến Danemora vẻ mặt hoảng hốt. Hắn nói với Luciano, thằng Greller đang khai tuốt tuồn tuột. O'Doyer nói với tôi không có cách nào để bịt miệng hắn được. Hắn đã khai đến mức nào, khai tuốt, thằng chó chết có một trí nhớ kỳ lạ như trí nhớ một con voi, còn miệng thì xoen xoét như con vẹt hắn cứ nôn thốc nôn tháo ra. Nếu cứ để hắn tiếp tục như thế này thì rất nhiều người có thể bị lộ, kể cả lép. Anh hãy tin lời tôi, Benny Sicho và Anastasia cũng có thể bị dính líu. Về lép, tôi chẳng cần quan tâm. Hắn đã làm thì hắn phải chịu, nhưng chúng ta phải làm cái gì đây để bảo vệ cho Sicho và Anastasia? Đúng như vậy, lép ở trong một tình thế ngày càng nguy ngập. Trên cơ sở những lời khai của Reller và Ali ta nén ba ầm tháng 5 năm 1940, O'Doyer đã yêu cầu các nhà chức trách liên bang đưa Lep trở về Brooklyn để xử thêm tội giết Joseph Rosen năm 1936. Rosen vốn là một chủ hãng vận tải đã bị Lep cướp mất nghề sinh sống đã dọa tố cáo Lep với nhà chức trách. Lep ra lệnh giết hắn, để làm việc này, hắn đã thuê Mendy Vai, Louis Capone và Phil Schau. Cả ba tên này đã bắn tất cả 70 viên đạn vào người Rosen. Phải mất gần một năm rưỡi trôi qua, phiên tòa mới bắt đầu. Tháng 11 năm 1941, với Turkish là Ủy viên Công tố và Tannenbaum làm nhân chứng, tòa đã xử lép, Capone và Vai về tội giết người cấp 1. Shaw đã lãnh một án tử hình về tội giết Feinstein nên hắn không bị đưa ra xử tại phiên tòa này. Hai năm rưỡi sau, tháng 3 năm 1944, cả ba người đã bị hành hình trong nhà tù sinh sinh vụ án giết người có khả năng làm cho xí trô chịu chung một số phận như vậy. Harry Greenberg vốn là một thủ hạ của Lep. Trong thời gian Lep gặp khó khăn, cuối những năm 1930, Greenberg đã trốn sang Canada nhưng chỉ một thời gian ngắn, hắn hết sạch tiền. Hắn viết thư về cho đồng bọn đòi phải gửi cho hắn 5.000 đô la và còn nói bóng gió rằng nếu họ không nhanh chóng gửi tiền cho hắn thì hắn có thể quyết định trở về để nói chuyện tỉ mỉ với Tom Dewey lời đe dọa đã làm cho thế giới ngầm thủ tiêu hắn. Chính ta nén bà ầm được giao nhiệm vụ này, tuy nhiên Greenberg đã lẩn tránh được. Mãi đến năm 1939, thì hắn ló mặt ra ở Los Angeles. Vùng bờ biển phía đông là lãnh địa của Seattle và hắn quyết định ra tay. Hắn thuê một tay giết người chuyên nghiệp tên là Frankie Carbo. Họ đã tìm ra nơi ẩn nấp của Greenberg. Một đêm tháng 11 năm 1939, Tannenberg, Sicho và Capone lái xe đến số nhà 1904 Vista Del Mar ở Los Angeles. Họ ngồi trong xe chở Greenberg về nhà. Hàng ngày Greenberg chỉ ra khỏi nhà có một lần để đi mua báo. Khi xe của Greenberg dừng lại, Capo, Sicho bước xuống xe và tiến về phía Greenberg. Với những khẩu súng do Longy Zuman cung cấp, do ta nén bà ẩm chuyên trở đến từ California, họ đã thi hành bản án đã quá kéo dài sau đó họ lên xe và phóng đi, gần một năm sau, trong bài đọc thuộc lòng với các nhà chức trách Brooklyn để đánh đổi việc giảm hoặc xóa án, ta nén bà ầm đã kể với tơ kít diễn biến vụ này. Tuy nhiên lời khai của ta nén bà ầm chưa đủ để kết tội nếu không có sự chứng thực của một người ngoài cuộc chứng kiến việc này. Reller là người không tham gia vào vụ này nên cũng là người có thể cung cấp lời chứng thực đó, hắn nói là hắn được biết trước các chi tiết của kế hoạch này. Với những lời khai và bằng chứng thu được, Turkish đáp máy bay đến California để thảo luận với các nhà chức trách ở đây. Seagal, Cabo và cả Segan, người đã có mặt trong một chuyến xe thứ hai, đều bị kết tội giết người. Còn Lep và Mandy Vai thì bị kết tội là đã ra lệnh giết người. Bani Sichol và Cabo đã kịp thời được báo động và cả hai đều biến mất. Sichol thì trốn trong một căn hầm bí mật xây dựng trong ngôi nhà đáng giá 200.000 đô la mà hắn đã mua trên đồi Beverly và sau đó hắn đã ra đầu thú nằm ở trong nhà lao, Sicho vẫn thường xuyên tiếp bạn bè ở Hollywood đến thăm. Số bạn bè này không tin rằng Sicho dính líu vào vụ như vậy. Được sự đồng ý của phân hội thế giới ngầm ở vùng phía đông, Sicho đã góp 30.000 đô la để giúp John Dockweiler ra tranh cử chức tranh án Los Angeles. Khi đó Dockweiler trúng cử, Sicho đã giới thiệu ông ta với Costello và nhiều người khác, đây là người của ta. Lời tuyên bố này đã chứng tỏ có giá trị khi đứng trước phiên tòa tháng 1 năm 1940, Đò đã bác bỏ lời kết tội vì ông ta cho rằng tòa án dùng một nhân chứng khai man. Nhân chứng này không phải là Reller cũng chẳng phải là ta nén bạ âm. Tòa án đã chấp nhận lời tuyên bố của Đò Thế là xí trồ đàng hoàng bước ra khỏi nhà lao, nhưng các nhà chức trách Los Angeles đã quyết định thu thập tài liệu để truy tố một lần nữa. O'Doyle được lệnh đưa ta nén bà ấm trở về California để ra làm nhân chứng trong một phiên tòa mới. Lúc đầu O'Doyle từ chối, nhưng sau đó ông ta miễn cưỡng phải để một mình ta nén bà ấm đi California. Lần này tòa dự định truy tố Sitchell và Carbo về tội giết Greenberg. Với những sự kiện đã xảy ra với Sitchell cũng như với Lep, Luciano thấy rằng kế hoạch của anh ta gặp khó khăn lớn. Vào cuối năm 1941, Costello được gọi đến Danemora dạo này sự canh phòng và quản chế với Luciano cũng được nới lỏng. Quản đốc mới của nhà tù là Walter Martin thay chân William Schneider cho rằng bản án của Luciano vừa quá nghiệt ngã vừa bất bình thường. Vì vậy ông ta quyết định cho Luciano hưởng một vài đặc ân, trong đó có quyền gấp riêng khách đến thăm mà không có người giám sát. Khi Costello đến, Luciano nói ngay, Frank ạ, à, tôi đã chán lắm rồi về những chuyện xảy ra giữa Benny và Albert. Họ gặp các rắc rối nhưng họ vẫn được tự do. Tôi muốn được ra khỏi tù. Chúng ta đã cho Odorier không biết bao nhiêu là tiền. Bây giờ làm thế nào mà lấy lại được? Costello trả lời, Charlie ạ, à, Odorier còn tệ hơn Dewey khi lòng tham hắn nổi lên. Tôi đã nói với hắn, hắn chỉ là một thằng ngốc khi mơ tưởng vào tòa nhà trắng. Tôi đã cố gắng thuyết phục hắn và tỏ ra kiên nhẫn hơn nữa." Chúng ta sẽ đưa hắn ta lên cao hơn kể cả chức vụ của LaGuardia nhưng lão chó đẻ này không chịu nghe. Hầu như hắn ta không thể chịu đựng được nữa, thế hắn có thể làm được những gì cho chúng ta? Tôi không muốn nói thật với anh, nhưng hắn chẳng làm được gì cả. Luciano rất bực mình, anh hỏi, thế các anh định làm gì với Rayler? Bây giờ hắn đã làm cho Albert dây và chuyện giết Moise Diamond cách đây mấy năm. Tôi cảnh cáo Albert là không được bắn giết lung tung như vậy vì nó sẽ gây ra rắc rối nhiều hơn. Việc giết Diamond là việc điên rồ. Đáng lẽ hắn không được làm điều đó. Anh hãy nói với Albert và hắn phải lấy đầu hắn ra chịu trách nhiệm. Theo cảnh sát thì Moise bị giết vào tháng 5 năm 1939 vì hắn đã chống lại các áp lực của thế giới ngầm và còn dọa tố cáo với Dewey. Theo lệnh của Anastasia, Diamond đã bị phục kích ở một đường phố Brooklyn và lãnh đủ 6 viên đạn vào đồng. Ali ầm một trong các hung thủ, đã khai chuyện này với Turkish O'Doyle và Reller đã công nhận điều đó. Luciano nói, Frank à, phải thủ tiêu Reller thôi. Đó là cách duy nhất để cứu Benny và Albert. Không có Reller thì O'Doyle, Turkish và Dewey gộp lại cũng không đủ sức kết án hai người này. Benny và Albert đã có công nhiều với chúng ta và chúng ta phải cứu họ. Anh hãy vạch kế hoạch và khử cho kỳ được thằng con hoang ấy. Costello nói, đó là quyết định mà tôi chờ đợi ở anh. Chúng tôi đã thu xếp xong mọi việc và tôi đến đây để chờ anh đồng ý. Bọn chúng canh giữ Rayler cẩn mật, chẳng khác gì canh giữ kho vàng ở Fort Knox. Cả ngày lẫn đêm đều có cảnh sát tuần tra nơi hắn ở, kể cả khi hắn ngủ. Chúng ta đã trả tiền cho cảnh sát Brooklyn bao năm nay. Công việc này có khó khăn gì không? Chúng ta không có cách nào đến gần Rayler được. Cảnh sát sẽ làm việc này thay chúng ta, được hãy để cho họ làm việc ấy. Họ phải làm việc gì để xứng đáng với số tiền của chúng ta chứ? Đồng ý, nhưng anh phải biết rằng sẽ tôn kém nhiều đấy. Điều đó không quan trọng, anh cứ trả tiền. Costello gật đầu, tôi cũng biết trước là anh sẽ nói như vậy. Chính tôi đến đây là để nghe anh đích thân ra lệnh. Được, tôi đồng ý và khi nào anh cầm chắc 110% thì hãy báo cho Benny ra đầu thú. Tháng 10, trổ rời nơi ẩn náu và một lần nữa ra đầu thú các nhà chức trách Los Angeles. Khi Luciano nghe tin này, anh ta biết rằng Costello đã thu xếp xong mọi việc. Ở sở cảnh sát New York, có một đại úy tên là Frank Ông ta được giao nhiệm vụ hợp tác với O'Doyer trong việc điều tra vụ án và quan hệ giữa hai người chẳng khác gì hai ngón tay. Vì vậy Bow đã nhận lời giúp chúng tôi thu xếp vụ Reller. Tôi không bao giờ quên ngày 12 tháng 11 năm 1941, vì đó là một bước ngoặt trong đời tôi. Sáng hôm đó, cũng như mọi ngày khác, Rayler đang ở trong phòng số 623, khách sạn Half Moon ở Cani Island. Cũng như mọi ngày cửa phòng đề mở, những người có nhiệm vụ bảo vệ hắn gồm có ba nhân viên mật thắng, James Boy, Victor Robin, John Moran và hai cảnh sát, Francesco Tempone và Harvey McLaughlin dưới sự chỉ huy của đại úy Frank Bow và trợ lý của ông ta thượng sĩ Edward Diver. Thường thường đội bảo vệ còn thêm người thứ sáu nữa. Người này là ai và có mặt hôm đó không? là một điều bí mật và là đề tài tranh cãi mãi về sau. Một số viên chức cảnh sát nói rằng hôm đó chỉ có 5 người, một số khác thì cam đoan là có 6 người. Nhưng họ không làm sao biết được người này là ai. Khoảng trước 7 giờ sáng một chút, viên phó quản đốc khách sạn nghe có tiếng động mạnh ở phòng trailer nhưng ông ta bỏ qua. Cũng vào khoảng thời gian ấy, nhân viên mật thám Robin khai là hắn có vào kiểm tra trong phòng và trailer vẫn nằm trên giường. Khoảng 7 giờ 10 phút Robin lại vào kiểm tra thì Rayler đã biến mất. Robin kể lại rằng, hắn chạy vội đến một cánh cửa sổ mở rộng và nhìn xuống. Hắn thấy xác của Rayler, quần áo chỉnh tề, đang nằm bẹp dí trên nền đất cách tầng bốn mét. Cách xác Rayler, có hai tấm khăn trải giường thắt nút. Xác của Rayler nằm cách chân tường khoảng hơn 7 mét. O'Doyer đã giao cho đại úy bầu điều tra ngay về cái chết đột ngột của nhân chứng quý giá này. Chỉ vài giờ sau. Đại úy bầu đã đi đến kết luận, không có điều gì bất thường trong việc Rayler nằm một mình trong phòng và việc những người bảo vệ thỉnh thoảng vào kiểm tra là chuyện vẫn làm hàng ngày. Sau này, ta nén bà ầm đảm bảo rằng hắn và Rayler không bao giờ ở một mình trong phòng và luôn có mặt một người bảo vệ, kể cả khi họ ngủ. Đại úy bầu kết luận, cái chết của Rayler chỉ là một điều ngẫu nhiên đáng tiếc. Ông ta lý giải rằng, sự việc có thể là Rayler vốn hay đùa giải định tụt xuống tầng 5 rồi lại đi ngược lên tầng 6 nhằm làm cho những người bảo vệ hắn bị một vố bất ngờ, nhưng hắn đã bị ngã. Một viên chức cảnh sát còn đưa ra một khả năng thứ ba, Rayler bỗng nhiên bị lương tâm cắn rứt vì quá khứ của mình đồng thời rất sợ hãi cho tương lai của mình nên đã tự tử. 20 năm sau, Luciano kể lại, sự thật là toàn bộ nhân viên cảnh sát hôm đó đều tham gia dưới sự chỉ huy của Bâu. Tôi đã trả cho họ 50.000 đô la Ngoài ra còn lót cho một số cảnh sát khác khá nhiều tiền để đề phòng chuyện không hay. Theo tôi biết thì đại úy Bâu đã có mặt trong phòng và trực tiếp giám sát mọi việc. Rayler đang ngủ, một nhân viên cảnh sát đã dùng gậy cao su đánh hắn ngất đi. Sau đó, họ nâng hắn ta dậy và ném qua cửa sổ. Tôi thề có Chúa là dù hắn có nhảy xuống thì cũng không thể nào rơi xa tường thế vậy. Đối với những người có nhiệm vụ bảo vệ Rayler, họ chỉ bị những hình thức kỷ luật không đáng kể cả năm cảnh sát đã trở lại mặc đồng phục và làm nhiệm vụ tuần tra ngoài đường. Đại úy Bâu, Thượng sĩ Diver và cả O'Doyer không hề bị khiển trách gì. Năm 1945, O'Doyer trở thành thị trưởng New York và ông ta cử Frank bầu làm phó cảnh sát trưởng thành phố. bầu trở thành người của chúng tôi nằm trong sở cảnh sát. Hắn ta nhận của chúng tôi 10.000 đô la số tiền này được đựng trong cái túi bằng giấy và hàng tuần hắn ta nhận được cái túi giấy này tại một nơi nào đấy ở City Hall. Như vậy, Rayler đã chết và việc truy tố Anastasia về việc giết Moise Diamond, theo lời của chính O'Doyer, cũng đã bị tống qua cửa sổ. Trong thời gian 19 tháng, từ khi Rayler và Tannenberg bắt đầu khai báo cho đến cái chết của Rayler, có một thời gian Anastasia lẩn tránh, còn O'Doyer thì già vờ truy nã hầu như khắp nước. Trong thời gian đó, O'Doyer không hề có ý định thu thập tài liệu để kết tội Anastasia. Không những thế, ông ta không hề cử một nhân viên nào phụ trách việc này, thậm chí không cho phép ai làm việc đó. Về sau, Turkis có lần nói, ông ta biết rất rõ là Anastasia hiểu người chuẩn y các bản án tử hình ở vùng Brooklyn. Nhưng O'Doyer đã giải thích rằng Anastasia đang lẩn tránh, khi chưa bắt được hắn, việc thu thập tài liệu về hắn chỉ là việc mất thời gian vô ích. Vài tháng sau khi Reller không may ngã chết, O'Doyer tạm rời chức vụ tránh án để gia nhập quân đội. Khi đại chiến thế giới thứ hai chấm dứt, ông ta trở về với quân hàm thiếu tướng. Ông ta trở thành gần như một người anh hùng và là một trong những người có thế lực lớn của Đảng Dân Chủ ở New York. Nhưng trước khi ông ta rời văn phòng tránh án của mình, ông ta đã giao lại hồ sơ vụ Anastasia cho đại úy Bâu. Trong đó ông ta ghi rõ, trong trường hợp về vụ án Anastasio, họ thật của Anastasia nhân chứng hợp pháp đã mất ngày 12 tháng 11 năm 1941. A.B. Reller, được cảnh sát bảo vệ tại khách sạn Brooklyn đã tìm cách tàu thoát nhưng đã bị ngã từ tầng 6 xuống và đã chết ngay tức khắc. Tai nạn này không những làm cho cuộc điều tra bế tắc mà còn làm cho các nhà chức trách bang không còn có thể sử dụng những lời khai và tin tức của hắn. Cho đến lúc này, những lời khai chống lại Anastasia chỉ là do một tổng phạm nêu ra. Năm 1945, một phiên tòa ở Brooklyn đã xét đến vụ này và đó cũng là lần cuối cùng. Phiên tòa có chê trách sự, cầu thả, bất lực và thiếu trách nhiệm của O'Doyer trong vụ Anastasia, bởi vì ông ta đã nắm được những cơ sở pháp lý về tội giết người cấp y cũng như nhiều tội ác khác của Anastasia. Những bằng chứng này đủ kết tội Anastasia nhưng Anastasia đã không bị truy tố, xét xử và kết tội. Việc không xét xử và kết tội được một tay đầu sỏ của công đoàn tội ác là đáng phẫn nộ tòa án cũng đã nêu ra việc thế giới ngầm đã đóng góp tích cực vào vốn chính trị của Odoyer. Tuy nhiên, những lời tuyên bố của tòa đã không ngăn cản được Tamaniho ủng hộ Odoyer trúng cử thị trường thành phố năm 1945, cũng như việc ông ta tái đắc cử một lần nữa 4 năm sau. Sau vụ án thất bại, quyền lực của Albert Anastasia ở Brooklyn càng tăng vọt. Người ta có cảm giác rằng hắn không thể nào bị thất bại. Tuy nhiên, Anastasia không ở mãi được Brooklyn. Vài tuần sau đó, căn cứ chân châu cảng bị ném bom và nước Mỹ tham chiến. Những hồ sơ tội ác của Anastasia đúng ra không cho phép hắn gia nhập quân đội. Nhưng tình thế không cho phép người ta chi ly quá và người ta đang cần người để chiến đấu. Anastasia biểu lộ lòng yêu nóc của mình cũng như mong muốn được phục vụ tổ quốc anh ta đã chấp hành một cách tích cực lệnh nhập ngũ và nhất là khi anh ta nhận được cây lon thượng sĩ kỹ thuật và được cử làm huấn luyện viên 2 năm trong một trại tân binh ở Pennsylvania về kỹ thuật bốc vác hàng hóa. Để thưởng cho những công lao phục vụ của hắn, hắn được giải ngũ với đầy đủ vinh dự từ năm 1944 và ngoài ra hắn ta còn được nhận chính thức là công dân nước Mỹ. Chiến tranh cũng đã đem lời cho nhiều người khác. Herbert Lehman rời Albany để tham gia quân đội và tránh án Thomas Dewey được cử thay ông ta ở chức thống đốc bang. Ở Danemora, Luciano cuối cùng tìm ra được cách để thoát khỏi cảnh tù tội. Nhiều năm sau đó, anh ta vừa cười vừa nói, có thể nói rằng Albert Anastasia đã là tia sáng dọi vào đầu óc tôi và Tom Dewey, người bạn mới tốt nhất của tôi, là người đã làm cho tia lửa thành một ngọn lửa. Hồi 23, tôi đã đọc hàng ngàn. Hàng vạn câu chuyện nói về tôi và Dewey, cũng như chuyện tôi làm thế nào để xin được chế độ quản chế, nhưng tất cả chỉ là câu chuyện rắc rơi. Ý kiến đầu tiên đã nảy ra từ năm 1940, khi tôi giao cho Polacoff một bức thư trong đó tôi nói với Lansky về việc ủng hộ Dewey tranh ghế thống đốc. Và từ đó, ý kiến này ngày càng phát triển và bổ sung thêm với những chi tiết và sự kiện mới như việc Mark Moscow đến tận nhà tôi xin gặp tôi và mãi cuối cùng Mọi việc đâu mới vào đấy. Bước tiến lớn đầu tiên đưa tôi nhích gần đến thắng lợi đã xảy ra vào cuối năm 1940, khi tôi tiếp một vị khách rất bất ngờ. Vào lúc đó, tôi không chờ đợi ai đến thăm cả và điều đó cũng làm tôi hơi bực bội, nhất là với những việc xảy ra với Rayler ở New York. Tôi chỉ nghe được toàn tin xấu. Giữa lúc đó, người ta bảo là tôi có khách đến thăm. Nhưng lần này, đáng lẽ dẫn tôi ra phòng tiếp khách thì người ta lại dẫn tôi ra văn phòng của Martin quản đốc trại. Khi tôi bước vào phòng, viên cai ngục bảo tôi ngồi xuống và hắn đi ra, để tôi lại một mình. Khoảng nửa phút sau, cửa phòng mở ra, tay tránh án chó đẻ mắc mắc cúc bước vào. Tôi thề có chúa, mãi tôi mới nhận ra được hắn. Chỉ mới bớn nàm qua, mà hắn đã già khọm hẳn đi, trông như một lão già ngoài 90 tuổi. Hắn bước tới, bắt tay tôi và hỏi thăm sức khỏe tôi thế nào, người ta đối xử với tôi ra sao và đủ các thứ chuyện khác tất nhiên tôi trả lời là mọi việc đều tốt mãi lão mới ngồi xuống và nhìn tôi mà chẳng nói gì cả tôi cũng ngồi xuống và nhìn lão mãi một lúc sau lão mới bắt đầu nói và kể lể dài dòng tưởng chừng như không câm mõm được lão nói với tôi rằng lão là một con chiên ngoan đảo chủ nhật nào lão cũng đi nhà thờ và luôn luôn tìm cách để làm điều lành tôi nghe mà chẳng hiểu chút gì rất vì vậy tôi ngồi yên chẳng nói gì cả chỉ lắng tai nghe và thầm nghĩ lão già này định dẫn mình đến đâu thế là mắc mất cúc bắt đầu run lên bần bật sau đó hắn bật khóc thật sự làm thế nào để có thể hiểu được một nhân vật quan trọng như lão ta một người thuộc xã hội thượng lưu lại có thể sụp đổ như vậy anh cứ thử tưởng tượng một lão tranh án mặt dày cả đời chuyên tống của người khác vào tù và lên ghế điện thế mà bây giờ ngồi trước mặt tôi và nước mắt giàn rùa hắn hỏi tôi rằng hắn đã làm gì đến nông nỗi phải hứng chịu tất cả việc xảy đến với lão khi nghe lão nói điều này tôi biết là lão đang gặp tai ương gì đây vì vậy lão đến đây để kể lể với tôi mong rằng tôi sẽ nói với mọi người là không bao giờ lão làm hại ai cả cuối cùng lão mới nói với tôi rằng sau khi lão tống được tôi vào nhà tù thì bỗng nhiên nhà lão bốc cháy ra cho và mọi cơ nghiệp của lão đi đứt ấy thế mà đó chỉ là bắt đầu lão kể rằng vợ lão và một trong những đứa con của lão đã theo nhau chết và lão gặp hết tai họa này đến tai họa khác lão nói rằng từ khi lão kết án tôi mọi việc trong cuộc đời lão tồi tệ đi khi nghe hắn kể lể những điều đó anh có biết tôi nghĩ gì không tôi không cảm thấy một chút thương hại đối với lão già bẩn thỉu đó mà tại sao tôi lại phải thương hại lão lão có thể thương hại tôi một chút nào không khi lão tống tôi vào nhà tù này mà hắn biết rất rõ Tại sao tôi lại thương hại hắn khi hắn gặp khó khăn? Khi ngồi nghe hắn nói, tôi cảm thấy rất lúng túng nhưng tôi chẳng nói một lời. Tôi cứ để mặc cho hắn nói, bởi vì lúc này đối với tôi, hắn cũng chẳng có gì khác những tên đã từng đến văn phòng của tôi để thúc tôi, mong rằng tôi không đánh vỡ đầu chúng. Chúng thường cứ nói quanh co mãi cho đến lúc phải đi vào vấn đề. Mark McCook cũng đã xử sự như vậy, khi hắn đã kể lể hết mọi chuyện, hắn mới quay lại hỏi tôi. Tại sao tôi đã hướng lời nguyền rủa độc địa của xứ Sicily vào bản thân hắn? Tôi chẳng biết nên trả lời thế nào. Tôi chỉ ngồi im nhìn hắn như nhìn tên vừa điên vừa ngốc. Thế là lão bỗng nhiên quỳ xuống và lết đến gần tôi, vừa lết vừa khóc như một đứa trẻ con. Hắn nắm lấy tay tôi và cứ thế hôn lấy hôn để đến mức bàn tay tôi đầy những nước bọt. Lão bắt đầu gọi tôi là ngài Luciano và cầu xin tôi hãy rút lời nguyền rủa. Hắn van xin tôi giúp hắn. Hắn thề thốt là hắn không hề muốn làm hại tôi, nhưng bây giờ đã suy nghĩ lại và sau khi đã lục lọi lương tâm mình, hắn nghĩ rằng, có thể hắn đã phạm một sai lầm và hắn sẽ sửa chữa sai lầm đó. Ngay lúc đó, tôi biết rằng, từ nay mắc mắc quốc đã trở thành con chim mồi của tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm trong lúc đó là cố nhịn không phá lên cười. Tôi cố làm cho hắn yên lòng và nói với lão rằng, việc đó không dễ dàng. Một người đã kết án tôi 50 năm tù thế mà giờ đây quỳ trước mặt tôi, hôn tay tôi, cầu xin tôi rốt lời thề độc ở xứ Sicily. Nếu điều này được diễn ra trong một cuốn phim, người ta cũng khó mà tin được. Ấy thế mà đang diễn ra trước mắt tôi, cuối cùng, tôi nói với hắn là hắn có thể yên tâm về lời nguyền dù. Vì tôi đã thu xếp cho lời nguyền đó không còn làm hại hắn nữa. Tôi bảo hắn hãy về nhà đừng có lo lắng nữa và tôi sẽ cử người đến gặp hắn để thảo luận xem hắn có thể làm gì lợi cho tôi. Khi tôi nói điều đó, Mark McCook tỏ ra rất sợ hãi. Nhưng tôi nói với hắn rằng tôi sẽ không yêu cầu hắn làm bất cứ việc gì không lương thiện và bất hợp pháp. Có thể có một ngày nào đó, hắn có thể giúp tôi ra khỏi nhà tù và lời nguyền sẽ hoàn toàn mất tác dụng. 18. Tôi đã tìm được cơ hội thứ hai. Với tình thế lúc bấy giờ, khi báo chí tập trung nói về chiến tranh, thì còn ai để ý đến chuyện của gangster, nhất là khi vụ án của tôi diễn ra cách đó đã 5 năm. Vì vậy, tôi cho rằng đã đến lúc phải tiến hành kế hoạch của tôi. Tôi nhắc với Polakov là tôi muốn gặp ngay ông ta, Costello và Lansky ở Danemora. Chúng tôi đã gặp nhau ở phòng tiếp khách và lần này, tôi bảo Polakov cùng ngồi với chúng tôi. Tôi muốn anh ta biết mọi chi tiết của kế hoạch và cố gắng phối hợp thực hiện nó. Tôi nói với họ là có những điều lắt léo phức tạp nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ và tôi biết kế hoạch này sẽ thành công nếu biết cách. Tôi nói rằng cách duy nhất để tôi có cớ được tự do là phải làm thế nào chúng tôi có quan hệ chặt chẽ với thống đốc New York. Nhưng ai sẽ là viên thống đốc có thể giúp tôi thực hiện? Không có ai khác ngoài Tom Dewey. Hắn đã trèo trên lưng tôi để bước lên vị trí một nhân vật tai to mặt lớn ở New York, và bây giờ hắn mặc nhiên được coi là người sẽ ra tranh cử thống đốc. Và chính vì vậy mà tôi đã bắn tin sẽ ủng hộ hắn. Tôi càng suy nghĩ về vấn đề này, càng đi đến kết luận rằng, Dewey cũng chẳng hay ho gì hơn tôi. Chỉ khác một điều, hắn là một tên gangster hợp pháp, và tôi là tên gangster bất hợp pháp. Bất cứ một kẻ nào đã dùng thủ đoạn như hắn đã dùng để tống tôi vào tù, phải là một thằng đại bờm. Trong thâm tâm. Tôi biết rằng có thể mua được Dewey nếu tìm được người trung gian cần thiết và nếu chúng tôi chịu bỏ ra một số tiền đủ làm cho nước bọt phun ra đầy miệng hắn. Costello cũng đã tìm ra được người trung gian này và bất cứ khi nào chúng tôi cần thì chi tiết này sẽ được giải quyết. Tôi không biết cuộc chiến tranh bẩn thỉu sẽ kéo dài đến bao giờ nhưng có một điều cuộc chiến tranh đã đem đến cho tôi nhiều điều có lợi. Một trong những điều có lợi đó là số gái điếm trời chu đất diệt, trước đây kéo nhau chạy sang châu Âu nay đều phải chuồn về New York, và bây giờ thì chúng phải tự lo lấy cuộc sống. Dewey còn phải bận rộn với bao việc khác, và hắn chẳng muốn dính dáng chút nào nữa đến cái lũ chuyên nghề nói láo ấy. Tôi nói với Polakov là tôi lại muốn nắm bọn chúng, nhưng lần này anh phải làm thế nào để những lời tuyên bố của họ đầy đủ hơn, mạnh mẽ hơn và cố làm sao tất cả những người đã làm ra nhân chứng chống tôi đều đồng loạt phản cung điều tôi cần nhất là tất cả bọn họ phải thú nhận là chính Điêu đã buộc họ phải man khai. Chính Điêu đã thúc ép, đe dọa và dùng tiền mua chuộc họ. Những đoạn tố cáo Điêu phải thật rõ ràng vạch cho được là chính hắn đã nghĩ ra mọi chi tiết thối tha để buộc tội tôi. Tôi dặn Polakov phải chuẩn bị mọi việc thật sẵn sàng giống như chuẩn bị một phiên tòa mới. Trong khi tôi đang nói thì Lansky xen vào. Anh ta nói rằng, chúng tôi đã làm điều đó, đã tốn khá nhiều tiền nhưng không kết quả bởi vì mark mccook không chấp nhận tôi phá lên cười tôi kể lại cho họ nghe chuyện mark mccook đến thăm tôi tôi nghĩ rằng chưa bao giờ miệng costello há hốc rộng đến như vậy tưởng chừng không ngậm lại được nữa Mayer chỉ lặng yên nhìn tôi polakov tỏ ra bực mình anh ta hỏi tại sao tôi không nói với anh ta điều đó bởi vì nếu như anh ta biết thì cũng đã tiết kiệm được khá nhiều thời gian chờ đợi Tôi nói với anh ta là dù tôi có báo với anh ta sớm hơn thì kế hoạch vẫn chưa có thể thành công bởi vì tình hình năm 1940 chưa thích hợp. Hơn nữa, tôi chưa dứt khoát quyết định có nên dùng biện pháp này sau khi y trúng cử hay không. Bây giờ Costello mới dính vào câu chuyện, anh ta hỏi, điều gì sẽ xảy ra với chúng ta nếu y không trúng cử? Đó là một câu hỏi hay. Tôi quay lại hỏi Meyer, thường được coi là người máy tính, khả năng thắng bại của y thế nào? Myers suy nghĩ hơn một phút rồi trả lời, tôi sẵn sàng đặt cọc 5 ăn một hoặc hơn nữa. Nếu hắn ta không bỗng nhiên ngã gãy chân thì chắc chắn hắn sẽ bước vào dinh thống đốc. Khả năng hắn trúng cử là có nhiều, bởi vì phía Cộng Hòa chưa tìm được ai ra trò cả. Nhưng nếu không được sự ủng hộ của chúng ta thì hắn chỉ chắc chắn thắng phiếu ở các quận ngoại thành. Như vậy thì chưa đủ, nếu được chúng ta giúp đỡ, hắn có thể thắng cả ở nội thành để chắc chắn được vào dinh thống đốc. Cứ nghe maier trình bày, tôi hiểu rằng anh ta đã nghiên cứu kỹ tình hình và tỏ ra tự tin, điều này làm tôi cảm thấy thoải mái. Đến lượt Polakov đặt ra vấn đề then chốt, ông ta nói, nếu anh hy vọng được hưởng chế độ quản chế ngay sau khi Dewey thành thống đốc thì anh sẽ phạm một sai lầm lớn. Vì nếu làm như vậy, hắn ta có thể bị tố cáo và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng điều đó có thể bóp chết mọi hy vọng của hắn ta để trở thành tổng thống và chắc chắn là hắn ta sẽ không tự làm hại mình như vậy dù cho chúng ta có ủng hộ hắn ta hay không. Các anh nghĩ thế nào? Tôi đã suy nghĩ về việc này và tôi nói với Polakov là tôi không đến nỗi ngốc đến mức hy vọng Dewey sẽ cứu tôi ra mà không có một lý do thật chính đáng, để bảo đảm cho mặt mày ông ta không bị nhọ nhem. Đó là điều quan trọng thứ ba. Tôi nói với họ là 6 tháng trước khi chiến tranh nổ ra, Tôi có nhận được bức thư của Vito Zenovis từ Rome gửi về. Hắn kể là hắn sống cuộc sống khá đàng hoàng, đã có những mối quan hệ rộng rãi và quan trọng kể cả với Mussolini. Tôi biết rất rõ Vito và chắc chắn có một điều hắn không bao giờ khoe khoang. Hắn thích những trò ăn mảnh nhưng hắn không bao giờ dám khoe với tôi. Trong bức thư, hắn kể lể với tôi về những việc làm của hắn hắn có nhiều mối tiếp xúc ở Sicily với những địa chỉ của tôi cho hắn trước khi hắn rời nước Mỹ. Hắn nói điều quan trọng nhất ở Sicily là tên tôi được người ta tôn trọng như một ông vua. Vito nói rằng Mussolini rất căm ghét người Mỹ và nói xấu người Mỹ đủ thứ. Nhưng ở Sicily người ta vẫn coi tôi là nhân vật số một thực sự. Chính điều này đã gợi ý cho tôi về việc làm thế nào để tạo cho Dewey một lý do hợp pháp để kéo tôi ra khỏi tù. Tôi chìa cho Costello, Meyer và Polakov xem một tờ báo trong đó Bộ Hải quân đã đưa ra rất nhiều chuyện về các hoạt động phá hoại cũng như các hoạt động của đạo quân thứ năm. Ở trang đầu tờ báo, đăng cả một câu chuyện nói rõ sự lo ngại của Bộ Hải quân về việc các tàu ngầm Đức đánh đắm các tàu Mỹ cũng như một số gián điệp đã làm nổ tung nhiều hàng ở Cảng. Đọc qua bài báo, ta có cảm tưởng như toàn bộ bờ biển phía đông, đặc biệt là cảng New York là nơi hoành hành của bọn phá hoại. Khi tôi nói đến điếu này, Tôi thấy Lansky mỉm cười. Anh ta luôn là người đầu tiên hiểu ngay ý của tôi muốn gì. Lansky nói ngay, tôi hiểu ý anh rồi. Thật là ghê gớm, làm thế nào mà Dewey lại có thể chống lại một người anh hùng yêu nước. Tôi xin bái phục anh. Nói xong, anh ta nhìn Costello. Frank nói, Charlie à, tôi nghĩ chúng ta có thể nắm được mọi việc. Chúng ta có đủ người để hợp tác với nhân viên của bộ hải quân. Tôi nghĩ rằng, anh vẫn cứ như hồi anh ở ngoài nhà tù. Tôi nói với họ, có hai điều phải làm ngay lập tức. Điều thứ nhất là phải có một sự kiện gì đó có liên quan đến việc phá hoại. Việc đó phải nói là hàng đầu của các báo chí và buộc bộ hải quân hoặc một người nào đấy phải tìm cho ra tất cả những nhân chứng trước đây, và làm thế nào để họ ký tên vào những bản phản cung sẵn sàng để yêu cầu mở lại phiên tòa nếu cần. Họ nghĩ rằng những lời phản cung này sẽ có tác dụng như những khối thuốc nổ. Nhưng tôi bảo rằng không phải như vậy. Tôi có một kế hoạch và tôi thấy chưa phải lúc nói ra. Còn bây giờ tôi chỉ cần muốn biết chắc chắn là chúng tôi nắm được họ. Một tháng sau cuộc gặp gỡ này, Luciano sốt ruột chờ tin tức. Cho đến bây giờ anh chỉ biết được rằng bạn bè của anh chỉ mới bắt đầu thực hiện kế hoạch. Tôi hầu như không kiên trì được nữa. Tôi sinh ra cáu gắt, gây gỗ đánh nhau với người khác. Đây là những người tìm đến tôi để nhờ vả hoặc nhờ tôi chỉ bảo nhưng tôi đã chốt cơn giận dữ lên đầu họ. Tôi biết tôi hành động như một thằng khùng, nhưng tôi không thể kiềm chế được nữa. Thần kinh tôi đã căng thẳng quá mức. Cuối tháng 1 năm 1942, tương lai của Luciano có phần hưởng sáng. Khi biết rằng Luciano đang cần một sự kiện nổi bật về nguy cơ những hoạt động phá hoại, Albert Anastasia nảy ra một ý kiến và nói với Costello. Costello lập tức đến gặp tôi. Albert đã bàn bạc ý kiến này với người anh em của hắn là Tony, một thủ lĩnh có quyền lực trong Hội Liên Hiệp những công nhân bốc vác quốc tế. Albert nói rằng các nhân viên của Cục Tình báo Hải quân đã lờn vờn khắp các bến cảng và đã nói chuyện với họ về các vấn đề an ninh. Số nhân viên tình báo này lo ngay ngáy và cho rằng những kho hàng, bến cảng và tàu bè dọc sông Hudson đều bị đe dọa nghiêm trọng. Thế là Albert nảy ra một ý kiến thật sự là điên rồ. Anh ta có ý định tặng cho Bộ Hải quân một vụ phá hoại thật vang dội một vụ lớn đến mức cho cả bộ hải quân bẩn thỉu nhớ đời hồi bấy giờ chiếc tàu thủy của pháp chiếc nóc mang bia nổi tiếng lộng lẫy và sang trọng đang đỗ ở mặt biển phía tây manhattan theo những điều mà tony và albert biết được thì chính phủ mỹ đang thảo luận với phái gôn để trưng dụng chiếc tàu này và dùng nó để trở lính albert cho rằng nếu một điều gì đấy xảy ra cho chiếc tàu nóc mang thì cả bọn sẽ đến ỉa ra quần đây là một ý kiến vĩ đại tôi cho rằng những nỗ lực chiến tranh của nước mỹ sẽ không bị ảnh hưởng vì chiếc tàu đang đậu ngay gần đây ngoài ra không có một người lính mỹ nào có thể bị liên lụy bởi vì hồi đó người ta chưa gửi lính mỹ đi đâu cả vì vậy tôi nhắn với albert là cứ tiến hành vài ngày sau tôi nghe đài phát thanh báo tin chiếc tàu Normandy mang bia đã bốc cháy và khó có khả năng cứu được thằng cha albert quỷ sứ quả thật biết làm ăn về sau albert nói với tôi không nên bứt rứt về chuyện chiếc tàu anh ta nói với cương vị là một thượng sĩ lục quân, anh ta vết cay ghét đắng bọn hải quân bần thểu suốt 24 tiếng đồng hồ chiếc tàu nóc mang bia đã từng một thời là niềm kiêu hãnh của ngành hàng hải nước pháp đã bốc cháy rừng rực và cuối cùng thì đã lật úp chìm ngay tại bến người ta tranh cãi điều tra phân tích trên báo chí về nguyên nhân của tai họa này nhưng không thể nào đạt tới một sự giải thích thỏa đáng. Có người thì cho rằng vụ hỏa hoạn này là do một số đèn bảo vệ gây nên, có người cho rằng do lò hơi bỗng nhiên bốc cháy, có người cho có bàn tay phá hoại, những tít lớn trên trang đầu các tờ báo đã gây được kết quả mong muốn. Ý kiến từ khắp nơi đòi phải có một sự giúp đỡ cần thiết để ngăn chặn tai họa ở các bến tàu New York, để ngăn chặn nguy cơ làm tắc nghẽn tàu bè ra vào bến cảng này. Bộ Hải quân chăm chú lắng nghe những lời kêu gọi này và lo lắng về tình hình an ninh bến cảng New York một số khá lớn nhà kinh doanh ở đây cũng như phu bốc vác phần lớn là người sicily đa số là những người di cư hoặc con cái người di cư người ta đặt cả vấn đề với lòng trung thành của họ đối với nước mỹ và người ta sợ rằng chính sách này có thể gây ra những cuộc xung đột đình công và những hành động có thể nghiêm trọng cho những nỗ lực chiến tranh người ta cũng sợ rằng họ có thể dùng tàu đánh cá để cung cấp tin tức và tiếp tế cho tàu ngầm đức phục săn ngoài khơi Thế là giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch của Luciano bắt đầu thực hiện. Các thủ lĩnh chính trị người gốc Ý ở khắp nước, chịu sự tác động bạn bè của Luciano nheo nhau lên tiếng bảo vệ lòng trung thành của người gốc Ý. Họ nói rằng, thậm chí người gangster gốc Ý và Sicily, mặc dù họ là kẻ phạm tội, nhưng trước hết họ là những người Mỹ yêu nước, sẵn sàng giúp đỡ đất nước của mình trong thời kỳ khủng hoảng. Thế giới ngầm do người Mỹ gốc Ý khống chế lại có cơ sở vững vàng thậm chí kiểm soát chặt chẽ toàn bờ biển. Vì vậy nếu bộ hải quân yêu cầu thế giới ngầm giúp đỡ, chắc chắn là họ sẽ ủng hộ. Thế là xuất hiện cái mà mọi người được biết là chiến dịch thế giới ngầm. Kế hoạch của chiến dịch này đã được Washington thông qua và tập trung vào đại bản doanh của Bộ Hải quân số 90 đường nhà thờ, khu Manhattan. Trung tá Hải quân dự bị Hafenden chẳng biết gì nhiều về tình hình các bến cảng cũng như thế giới ngầm. Vì vậy, ta nhỏ sự giúp đỡ của Thomas Dewey. Bản thân Dewey cũng đang quá bận rộn trong cuộc vận động để giành ghế thống đốc. Cũng không muốn dính sâu vào chiến dịch này, ông ta giới thiệu Harfenden với người sẽ thay thế ông ở ghế tranh án Manhattan là Frank Hogan và với Murray Gervin một trong những nhân viên đã tham gia xử Luciano. Dewey ra lệnh cho hai người hết sức giúp đỡ Harfenden và họ đã giới thiệu ông ta với Joseph Lanzer, vị chúa tể mù chữ của chợ cá này. Trong nhiều năm... Joseph Lanzer đã độc chiếm chợ cá này và chỉ có chịu sự chỉ huy của Luciano mà hắn vốn chịu ơn. Các hải sản ra vào ở chợ này đều phải đóng thuế cho Lanzer, mỗi tàu đóng 100 đô la bằng cá và 50 đô la cho mỗi xe cam nhôm khi ra khỏi chợ. Không có sự hoạt động buôn bán nào không được sự đồng ý của Lanzer. Quyền lực của hắn rất lớn, đến mức vào giữa những năm 1930, khi hắn ngồi tù về tội độc quyền ngành cá tươi ở New York từ trong nhà tù Flynn ở Michigan, hắn vẫn điều khiển việc buôn bán. Hắn là một con người hết sức độc ác, hắn cũng đã vào ra nhà tù nhiều lần hồi còn trẻ, và cũng đã bị kết án nhiều lần về tội giết người hoặc mang súng trái phép trước khi hắn ngồi lên kiểm soát thị trường cá. Lanzer là một con người có ảnh hưởng rộng rãi, hắn là bạn của Albert Marinelli, bạn thân của Luciano, là em rể của Vincent Viviano, một trong những thủ lĩnh của nhóm Tamoni hắn cũng là người trung vốn và người đồng minh của Adonis, Luciano và Costello, người đã đứng làm chủ hôn lễ của hắn năm 1941. Khi chiến tranh mới nổ ra, nghiệp đoàn lao động và văn phòng của Chánh án Dewey cũng đã gây nhiều khó khăn cho hắn. Tuy vậy, quyền hành của hắn đối với chợ cá cũng như đối với đội tàu đánh cá cũng không bị ảnh hưởng. Cũng vì vậy mà Hafenden không thể không nờ đến hắn, người của tôi, đặc biệt là Costello đã tỏ ra làm việc có hiệu quả. Họ đã xoay sở để Bộ Hải quân cử một nhân viên có quan hệ với chúng tôi phụ trách việc này. Vì vậy Sóc giã kể lại với Costello và Lansky không thiếu một sự việc nào. Lanzer đồng ý gặp, nhưng phải là gặp riêng. Bởi vì nếu gặp ở nơi công cộng trước mặt mọi người thì hắn sẽ gặp khó khăn vì người ta sẽ đồn hắn đã ngồi nói chuyện với một người mang quân phục. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra vào nửa đêm ở công viên vùng Riverside Drive. Hafenden đề nghị Lanzer giúp tình báo hải quân chống lại bọn phá hoại và đội quân thứ năm. Hắn cũng đề nghị Lanzer cho phép tình báo hải quân trang bị những thiết bị thông tin hiện đại, cũng như gài người vào chợ cá và các đoàn thuyền đánh cá. Lanzer nói là hắn chỉ có thể giúp đỡ trong phạm vi chợ cá nhưng còn việc kiểm soát các bến cảng và các vùng khác thì chính phủ cần có người đỡ đầu nếu chính phủ thực sự cần người gốc Ý và Sicily hợp tác một cách toàn diện và đặc biệt, nếu chính phủ muốn thế giới ngầm hợp tác trong việc này thì chỉ có một người giải quyết được và chính phủ phải gặp ông ta. Hafenden hỏi, ông ta là ai? Lanzer trả lời, đó là Charlie Lucky Luciano đang nằm trong nhà tù Danemora. Hafenden gặp Gurfein để xin ý kiến. Anh ta không biết Luciano có thể quên những nỗi đắng cay mà ông ta đã phải chịu để nhận giúp đất nước hay không? Gurfein nghĩ rằng có khả năng Luciano nhận lời. Ông ta điện thoại cho Polakov nhờ thu xếp một cuộc gặp gỡ. Đây là cuộc gặp gỡ nhằm thăm dò khả năng và một vài người bạn thân của Luciano có thể có mặt trong cuộc gặp, mong thuyết phục vị thủ lĩnh đang ngồi tù. Cuộc họp đã được tổ chức trong phòng ăn của khách sạn ở công viên trung tâm. Mayer cùng đi với Polakov, nhiều năm sau, khi Lansky chạy qua Israel để tránh khỏi bị xử về tội trốn thuế anh ta đã kể lại nội dung cuộc họp này như sau, Gervain đã trình bày với chúng tôi. Tôi vội vàng đi gặp Frank Costello để kể lại câu chuyện và ý kiến anh ta như thế nào. Frank là người có tinh thần yêu nước nên anh ta nói rằng cần giúp đỡ chính phủ. Vì vậy chúng tôi quyết định nói với Charlie Lucky là nếu anh ta nhận lời hợp tác thì điều này có thể giúp anh ra khỏi nhà tù. Ngày hôm sau ở nhà tù Danemora, Luciano được bảo là anh ta có điện thoại gọi từ New York bảo anh ta có việc quan trọng. Martin nói với tôi rằng đây là vấn đề tuyệt mật và ông ta đưa điện thoại cho tôi. Người gọi điện thoại là Costello. Anh ta báo cho tôi biết là chính phủ muốn tôi giúp đỡ. Anh ta nói là nếu tôi đồng ý thì anh ta sẽ dẫn một số nhân viên của Bộ Hải quân đến gặp tôi. Tôi nói Frank ạ, à, anh hãy nghe cho kỹ. Tôi chẳng bàn ơn cho ai cả. Nếu người ta thật sự muốn gặp tôi thì người ta phải đưa tôi về New York. Tôi chẳng muốn làm bất cứ một việc gì, khi tôi nằm trong cái địa ngục này. Khi tôi nói điều đó, tôi mỉm cười với tên cai ngục vì tôi biết rằng đây không phải là việc gì hoàn toàn riêng tư. Frank đề nghị tôi chờ một phút, sau đó anh ta nói với tôi rằng, anh ta đang ngồi với người của văn phòng Dewey. Họ đã đồng ý đưa tôi về nhà tù Sinh Sinh để tiến hành cuộc họp. Nhưng họ cần sự đồng ý của Mark McCook, vì theo luật pháp, ông ta là người chịu trách nhiệm về tôi. Mark McCook đã nhanh chóng ký lệnh cho tôi về New York. Thật chẳng khác gì từ Siberian về thế giới văn minh. Thật quả là sung sướng. Tôi được dành riêng một phòng rất đàng hoàng, sạch sẽ, có cả nước lạnh, nóng. Tôi nhận được cả giấy vệ sinh loại tốt lần đầu tiên sau 6 năm. Chỉ một số chi tiết nhỏ như vậy cũng đã làm cho tôi cảm thấy khoan khoái sau bao nhiêu năm ở trong tù. Chiều hôm đó, họ đưa tôi đến phòng luật sư. Khi tôi bước vào phòng thì đã thấy có một nhân viên cao cấp của Dewey chờ sẵn cùng với Polakov và Jokwu. Costello và Lansky cũng có mặt. Tôi chưa kịp mở miệng chào thì chợt thấy ở giữa phòng có một cái bàn dọn đầy những thức ăn ngon toàn là những thứ mà tôi thường ăn trong hiệu đặc sản Deep Miller Delicatessen ngày xưa. Vì vậy, tôi nói, xin lỗi các bạn nhé, trước khi chúng ta nói chuyện, tôi chén cái đã. Thế là tôi ngồi vào bàn, đây lại là một sáng kiến của Lansky. Bởi vì anh ta bia tất cả những món ăn mà tôi thích, kể cả loại rượu bồ mà tôi ưa chuộng. Tôi hỏi anh ta kiếm đâu được những thứ này. Mai cười và trả lời, để phục vụ anh, tôi đã đến tận phố đi Delancey đem về đây. Khi biết là tôi đem về cho anh, người ta còn gửi lời chào anh đấy. Đây là những thức ăn mà ngày xưa, sau khi ăn xong, tôi còn mang về phòng riêng ở One Dog. Mọi người ngồi yên chờ Luciano ăn uống no say cuối cùng tình hình khẩn trương buộc họ phải mở đầu câu chuyện. Chính phủ cần được sự giúp đỡ để đảm bảo chương trình an ninh trong hàng ngũ công nhân, đặc biệt trong công nhân khuôn vác ở khắp các cảng New York. Hafenden hỏi Luciano có đồng ý sử dụng ảnh hưởng và uy lực của anh ta để giúp chính phủ hay không? Tôi làm ra vẻ nghiêm nghị và suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng tôi nói với họ, tại sao các ngài có thể tin rằng tôi có thể làm được những điều các ngài cần, trong khi tôi bị cùng chặt trong tù? hơn nữa tôi cũng không muốn tỏ ra vồ vập vấn đề này. Hafenden đã đi thẳng vào vấn đề. Anh nói, một viên chức có uy tín đã nói với anh ta là chỉ một lời nói của tôi cũng đủ làm cho mọi người nghe theo. Vấn đề thế là rõ. Tôi ngồi nghe nhân viên Dewey nói những gì. Tôi muốn biết rõ họ định làm gì. Phải chăng họ định lặp lại những điều mà họ đã làm đối với tôi cách đây 6 năm. Trong khi Hafenden chẳng hiểu đầu cua tay nheo thế nào cả hắn ngồi ở đây há hốc miệng ra và cầu nguyện để tôi đồng ý giúp bộ hải quân của hắn. Cuối cùng tôi đồng ý, Hafenden tỏ ra vô cùng sung sướng. Nhân viên của Dewey gợi ý Hafenden qua phòng hên và gọi điện thoại báo cho bộ hải quân biết kết quả cuộc gặp gỡ. Nhờ vậy chúng tôi có điều kiện bàn với nhau các chi tiết của kế hoạch. Khi Hafenden rời khỏi phòng, chúng tôi đi thẳng ngay vào vấn đề và cũng nói thắng với nhau. Tôi nói rằng, sau khi Dewey không giành được chức ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa năm 1940, ông ta cần giành được chức thống đốc để mở đường ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ sau. Costello nói chen vào là những thủ lĩnh Đảng Cộng Hòa sẽ đồng ý đưa Dewey ra tranh cử tổng thống năm 1944. Dù ông đang đương nhiệm thống đốc bang với điều kiện ông ta chỉ được mở đầu cuộc vận động hai năm trước ngày bầu cử. Tôi lặp lại lời hứa là hết sức ủng hộ Dewey để giành lấy chức thống đốc. Một khi ông ta đã vào được dinh thống đốc, ông ta phải tuyên dương tôi là người anh hùng. Chỉ có điều khác, người anh hùng thì nhận huân chương, còn tôi chỉ xin chế độ quản chế. Tôi đặt vấn đề một cách kiên quyết và nếu y không chấp nhận ngay điều kiện này, tôi sẽ ngừng ngay mọi sự ủng hộ và sẽ dồn sức chống lại ông ta. Dù cho ông ta có đắc cử thống đốc thì đến năm 1943, khi ông ta bắt đầu vận động ra tranh cử tổng thống, Tôi cũng sẵn sàng bắt đầu cuộc vận động mở phiên tòa mới và tôi tiến hành kháng án dựa trên bằng chứng vững chắc về các thủ đoạn gian dối của ông ta trong các phiên tòa trước kia. Tôi nói với nhân viên của Dewey rằng, tôi sẽ không hướng hỏa lực mạnh của chúng tôi vào những người khác mà chỉ vào Dewey thôi. Tôi nói rõ là tôi sẽ cho các báo chí biết rõ rằng Dewey đã dùng các thủ đoạn gì để buộc các nhân chứng man khai trước tòa, ông ta đã mớm cung cho họ thế nào và ông ta đã cho họ học thuộc lòng các bản khai làm sẵn thế nào tôi nói rằng tôi biết lần kháng án trước đây chúng tôi đã thất bại nhưng lần này thì sẽ khác ngoài ra trước đây có thể các báo chí không tin chúng tôi nhưng lần này khi diêu huy là ứng cử viên tổng thống thì không thiếu gì các tờ báo sẽ vồ lấy tài liệu về hành động nhơ bẩn của ông ta và ông ta sẽ thất bại tôi nói rõ rằng trèo lên lưng một tên gangster để leo lên ghế thống đốc là một chuyện nhưng tôi sẽ là thằng tồi nếu tôi để cho một kẻ thù của tôi trèo qua lưng tôi vào tòa nhà trắng mà tôi chẳng được lợi lộc gì. Người trợ lý của Dewey ra về để báo cho Dewey biết đề nghị của chúng tôi. Tôi bảo Levi và Polakov ra ngoài dạo chơi, còn tôi Frank và Meyer ngồi lại thảo luận với nhau. Chúng tôi thảo luận các biện pháp để kiếm lợi nhân việc thực hiện chế độ tem phiếu. Đồng thời chúng tôi cùng cân nhắc xem sự thỏa thuận với Dewey có thể giúp gì cho chúng tôi trong việc mở rộng sự kiểm soát chúng tôi không phải chỉ cung cấp lương thực cho khách sạn này mà còn bán cho họ các loại tem phiếu để họ mua lương thực. Còn Frank thì báo cáo cho tôi biết là chúng tôi đã kiểm soát chặt khoảng 400 trạm bơm xăng, nhất là suốt dọc con đường từ New York đến bang Louisiana. Chúng tôi cũng kiếm được khá tiền cho đến ngày chiến tranh chấm dứt. Chúng tôi cũng đã thảo luận về việc giúp đỡ chính phủ. Về sau có người nói rằng, chính chúng tôi đã giúp việc mở cửa cho quân đồng minh tiến vào Sicily bằng cách sử dụng lực lượng mafia nhưng đó là chuyện bịa đặt, tôi có thể nói lửng lơ để cho người ta tưởng rằng có một chuyện gì đó xảy ra đúng như người ta đã đồn đại và có một thời gian, tôi để cho họ hiểu thế nào thì hiểu. Nhưng quả thật là không có chuyện như vậy, về việc tôi giúp quân đồng minh để vào Sicily, anh có nhớ là tôi rời quê hương vào lúc nào không? Lúc tôi mới có 9 tuổi, vì vậy, người duy nhất ở đấy mà tôi biết rõ và hắn ta cũng trang phải là người Sicily, đó là thằng điều Vito Genovis. Trên thực tế, vào lúc bấy giờ, thằng con hoang bần thiểu này đang sống như một ông hoàng ở Rome, chuyên nghề bợ đít Mussolini. Trong khi nằm ở nhà tù sinh sinh chờ câu trả lời của Dewey, Luciano không chịu tiếp bất cứ một ai. Ít lâu sau, Polakov mang câu trả lời đến, Dewey đồng ý với kế hoạch về nguyên tắc, trừ một điểm Luciano đã yêu cầu là lập tức được thả ra, và thực hiện chế độ quản chế có điều kiện rộng rãi, và như vậy, anh ta có thể trở về New York để tiếp tục điều hành cả cơ nghiệp của mình. Dewey đồng ý khi trở thành thống đốc, ông ta sẽ xét việc đưa Luciano ra khỏi nhà tù với một điều kiện, Luciano phải chịu đi đầy biệt xứ ở Ý và vĩnh viễn không trở về New York. Tôi hiểu ngay là thằng điều dâu Rio này muốn gì, vừa giúp tôi, hắn vừa quan tâm đến điều quan trọng hơn là không làm điều gì có thể làm hại hy vọng tranh cử tổng thống của hắn. Vì vậy, lão con hoang ấy sẽ đưa tôi ra khỏi nhà tù nhưng lại muốn tống khứ tôi đi càng xa càng tốt như vậy là tôi phải đồng ý rời bỏ đất nước của tôi bởi vì tôi là một công dân hợp pháp kể từ ngày bố tôi làm các giấy tờ tù tục từ hồi tôi còn nhỏ họ sẽ không thể đẩy tôi đi biệt xứ nếu không có sự đồng ý của tôi ngoài ra tôi còn hiểu được hắn nghĩ gì bằng biện pháp đó Uy tín của hắn sẽ tăng lên vì hắn đã tống khứ được Lucky Luciano tên gangster nguy hiểm và điều đó có lợi cho hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Điều kiện của Dewey còn có một ý nghĩa khác, đó là việc tôi phải tiếp tục nằm tù khi nào chiến tranh chấm dứt. Họ không thể tống tôi qua ý trong khi chiến tranh còn tiếp tục và ý còn là thù địch. Như vậy, hắn chẳng khác gì một tên hung thủ đã vạch ra kế hoạch thật hoàn hảo không để lại một dấu vết và bằng chứng nào để kết tội hắn cho đến khi điêu huy đặt điều kiện của hắn mọi việc đều trôi chảy chúng tôi tìm mọi cách để thuyết phục điêu thay đổi ý kiến nhưng vô ích điêu vẫn giữ vững ý kiến của mình cuối cùng tôi cho rằng thà được một chút còn hơn không được gì cả về điểm này thà đi biệt xứ còn hơn chết mòn chết mỏi trong nhà tù mà kiện cao mãi chẳng ăn thua gì hơn nữa tôi vẫn còn hy vọng là có điều may mắn gì đó sẽ xảy ra tôi có thể trở về sau khi chiến tranh chấm dứt và có sự thay đổi. Còn một điều nữa, điều Huy hứa là sẽ không dính mũi vào công việc của thế giới ngầm nữa như hắn đã làm hồi 39 đến 41. Có nghĩa là hắn sẽ tỏ ra mềm dẻo hơn. Khi tôi nói tôi đồng ý, mọi người mới ngồi xuống và bàn các chi tiết. Trước hết là vấn đề giá cả. Dewey sẽ nhận của tôi 90.000 đô la, coi đó là một đóng góp cho chiến dịch vận động tranh cử chức thống đốc của hắn ta. Thực ra, theo tôi nhớ, là hắn đòi số tiền lớn hơn nữa. Theo cách nhìn của tôi, thì vụ án trước đây đã làm cho tôi tốn rất nhiều tiền và chính huy là người phải trả tiền cho tôi thì mới tống được tôi ra khỏi nước Mỹ. Ngoài ra, Costello cũng chưa quên các kinh nghiệm thất bại trước đây cho nên chúng tôi cũng không dại gì mà chi quá nhiều tiền. Cuối cùng chúng tôi quyết định chỉ ứng trước 25.000 đô la. Số tiền này sẽ được góp vào quỹ đen của Dewey để hắn ra tranh cử. Số 65.000 đô la còn lại, tôi sẽ trả cho hắn khi nào tôi ra khỏi tù. Chúng tôi sẽ trả bằng tiền mặt và bằng tiền lẻ khi nào tôi đặt chân lên chiếc tàu đưa tôi qua ý, số tiền này sẽ được đựng trong một cái túi và giao trực tiếp cho Dewey. Về sau, tôi có kiểm tra số 90.000 đô la này. Số tiền đó tất nhiên không hề ghi trong bất kỳ sổ sách nào của chúng tôi để tránh thuế, nhưng trong các giấy tờ chi tiêu của Dewey cho cuộc tranh cử cũng không thấy tăm hơi số tiền đó sau khi hai bên đã thỏa thuận mọi việc luciano gợi ý với hafenden là nếu anh vẫn cứ tiếp tục ngồi nhà tù danemora quá xa những người anh quen biết và cần có liên lạc thì việc anh đóng góp vào nền an ninh quốc phòng sẽ gặp nhiều khó khăn anh cần phải tiếp xúc thường xuyên với bạn bè trong cả nước cần thường xuyên tiếp các liên lạc viên đến để xin mệnh lệnh của anh gửi đi cho các thủ lĩnh trong cả nước trong số những người anh cần gặp thường xuyên có lansky costello lanzer Albert Anastasia, Tony Anastasio, Adonis và nhiều người khác. Vì vậy nếu anh cứ tiếp tục bị giam ở nhà tù thì công việc không thuận tiện. Với sự thỏa thuận của Dewey và Mark McCook, Luciano lập tức được chuyển về nhà tù Great Meadow ở Compton, ngay phía bắc Albany, nằm trong hệ thống nhà tù của bang New York. Ở đây anh được bố trí đầy đủ tiện nghi để chờ chiến tranh chấm dứt và ra tù. Cuộc sống bây giờ dễ chịu hơn. Hàng ngày người ta đem đến cho anh số thức ăn mà anh chọn và trả tiền. Anh cũng được phép mang vào nhà giam các thứ cần thiết. Theo yêu cầu của tình báo hải quân, người ta bố trí cả một văn phòng ở liền ngay phòng giam của anh để làm nơi anh bàn bạc công việc với Hafenden và với những người của thế giới ngầm thường xuyên đến thăm anh một tuần dưới danh nghĩa bàn bạc công việc liên quan đến chiến dịch tối mật. Tuy nhiên, các cuộc họp hội này chẳng phải để bàn bạc về các cố gắng chiến tranh mà chủ yếu là để bàn những công việc riêng của thế giới ngầm ngá bạc, chợ đen, và nhất là những kế hoạch cho thời kỳ sau chiến tranh. Chủ nhà tù ở đây tên là Vernon Mohus, một con người khá dịu dàng. Tất nhiên ông ta cũng đã nằm gọn trong túi chúng tôi. Nhưng điều đó có gì đáng lấy làm lạ? Trên thế giới này không có nhà tù nào mà tù nhân không thể dùng tiền mà mua một vài ân huệ. Mohus không quấy rầy tôi. Ông ta chấp nhận mọi đề nghị phải chăng của tôi. Thỉnh thoảng, ông ta cho phép tôi đi albany có cảnh sát đi kèm nhưng chủ yếu là để cho tôi đi đường xả hơi một tí và tay không bị còng tôi hứa với ông ta tôi sẽ không gây chuyện gì rắc rối còn ông ta thì rất tin tôi và sự nghiệp của ông ta có thể bị tan nát nếu tôi không giữ lời hứa tuy nhiên thời gian tôi ở nhà tù great meadow không phải là cuộc liên hoan Chiến tranh mãi đến năm 1945 mới chấm dứt và hồi đó nạn giấy tờ còn khá trầm trọng cho nên mãi đến đầu 1946 tôi mới ra khỏi nhà tù. Các điều kiện của Dewey đã buộc tôi phải nằm trong nhà tù thêm 3 năm rưỡi dài dặc. Chỉ vì ông ta không muốn cho tôi ra sớm hơn, ngoài ra chúng tôi cũng cần bắt đầu các công việc khi chiến tranh chấm dứt. Tôi muốn nói là toàn bộ bộ máy của chúng tôi phải bắt đầu hoạt động từ đó. Bây giờ diễn biến của cuộc chiến tranh thu hút sự chú ý của Luciano vì vận mệnh, tự do của anh liên quan chặt chẽ đến nó. Trên tường phòng giam, anh treo một bản đồ to tướng về chiến sự châu Âu. Trên đó anh ghi rõ diễn biến của trận đánh và diễn biến các chiến dịch. Anh sung sướng khi nhận tin đồng minh giành được một thắng lợi và buồn rầu ủ rũ khi quân đồng minh bị thất bại. Anh trở thành một người sùng bái tướng George Patton và thường xuyên ca thán vị tướng Dwight Eisenhower đã không để cho Patton nhiều quyền tự do hoạt động hơn. Chẳng bao lâu, Luciano bắt đầu tự coi mình là nhà chiến thuật bậc thầy. Trong các cuộc gặp gỡ các khách đến thăm, anh rất thích phê phán những sai lầm chiến thuật và những sự ngu ngốc của các tướng tá, các chính trị gia. Chiến tranh gần như làm tôi phát điên lên. Cuối năm 1943, đầu đế của mọi câu chuyện xoay quanh việc mở mặt trận thứ hai ở châu âu để nhanh chóng chấm dứt chiến tranh nhưng chỉ toàn là những chuyện phiếm suốt thời gian tôi nằm chờ trong nhà tù tôi luôn luôn tự hỏi xem tại sao những người cầm đầu ở washington cứ ngồi lì ở đó mãi cuối cùng tôi không chịu được nữa và tôi nhắn cho tommy lucis và joe adonis đến gặp tôi ngay cả hai người đã đến gặp tôi ngày hôm sau và tôi nói với họ là chúng ta phải có một quyết định gì đối với cái gã mang tên hitler Tôi muốn rằng nếu có người hạ thủ thằng chó chết đó thì chiến tranh sẽ chấm dứt ngay trong 5 phút. Họ phá lên cười và tôi gần như phát điên lên. Tôi nói, các anh cười cái đơ, gì? Chúng ta có một tay súng vào bậc nhất thế giới đó là Vito Genovis. Con lợn ỉ này, cuộc đời và sự nghiệp của nó là nhờ tay tôi. Bây giờ đến lúc mà hắn phải làm một việc có ích. Hiện nay, hắn là bạn trí cốt của Mussolini và với con rể của lão Max là bá tước Siano. Vì vậy, hắn có khả năng đến gần Hitler để hạ thủ hắn. Tôi la hét ầm ĩ và một viên cai ngục hốt hoảng chạy vào xem có việc gì xảy ra. Họ nhìn tôi như nhìn một thằng điên và tôi cũng bỗng nhiên nhận ra tôi đang nói rằng. Thật là buồn cười, nhưng thú thật, tôi không phải nói đùa. Khi người ta bị giam vào một nơi như nhà tù Danemora, thậm chí ngay cả ở nhà tù Great Meadow, người ta sẽ làm một trong hai việc sau đây. Nếu anh căm thù xã hội thì anh sẽ tìm cách trả thù hoặc anh bắt đầu suy nghĩ về những sai lầm của anh đằng sau các song sắt anh có đủ thời gian để suy nghĩ và nhất là nếu anh ngồi ở nơi yên tĩnh như trong thư viện nhà tù như tôi thì anh lại càng có thừa thời gian nhìn lại cuộc đời tôi không thể nói rằng tôi không hề hối tiếc và luôn luôn vững vàng bởi vì đã từ lâu hối tiếc là quá chậm rồi mỗi lần tôi có người nhà đến thăm ơ thì cả một tuần sau đó tôi không nói chuyện với ai sau khi nhìn bố tôi đi ra khỏi phòng tôi trở về nhà giam và cứ thế đập đầu vào tường đã có lần máu bật ra và họ phải khâu cho tôi nhiều mũi tôi không bao giờ biết chắc được rằng trong những ngày đó cái gì đã xảy ra với tôi phải chăng tôi phát rồ lên vì đã tỏ ra dại dột để bị bắt hoặc vì mình cố ngu ngốc nên để bản thân dính líu vào cuộc đời gangster mà vi phạm luật pháp tôi chưa bao giờ thật sự hiểu bản thân tôi cho mãi về sau này tất nhiên từ khi tôi được chuyển đến great meadow Khách đến thăm tôi nhiều hơn vì các quy định ở đấy rộng rãi hơn. Một đêm, Mohus cho phép tôi đi ra phố cùng với hai cảnh sát. Chúng tôi đến một cửa hiệu nhỏ gần Albany, Gay O'Clova chờ tôi ở đó. Cô cũng đã bày sẵn những món ăn thịnh soạn. Bốn chúng tôi ăn uống no say, sau đó Gay O'Clova và tôi lên gác, chúng tôi ngủ với nhau suốt đêm hôm đó. Thật là một đêm tuyệt đẹp. Tôi vẫn nghĩ rằng Dewey vẫn còn nợ tôi trong khi Luciano đang nằm trong nhà tù Great Meadow để chờ chiến tranh chấm dứt thì một chuyện rắc rối to đã xảy ra đối với anh. Vito Genovese đã trở về, đang nằm tù ở Brooklyn và đang chờ ra tòa xử tội giết Ferdinand Bocha. Vấn đề là phải quyết định có giúp Vito không? Nếu giúp thì đến mức nào? Lúc đầu, Luciano có ý định quay lưng lại và bỏ mặc viên phó tướng. Bao nhiêu năm nay anh đã bực tức và cay đắng ngày càng nhiều vì đã có Vito. Genovese đã ra đi với số tiền lớn đến mức cả một con ngựa thổ không hết. Khi chiến tranh bùng nổ, hắn cũng chẳng cần quái gì phải ở lại một nước thù địch với nước Mỹ. Nhưng hắn đã tỏ ra ngốc, đối với một kẻ nhiều tiền như hắn chẳng thiếu gì nơi an toàn. Chúng tôi theo dõi và biết được những việc hắn làm qua những nguồn tin từ Lisbon và các nguồn khác. Vì chúng tôi có rất nhiều mối liên hệ với châu Âu. Chúng tôi nghe nói là Vito đã làm ăn to nhờ thuốc phiện lậu cái gì mà bở ăn thì hắn không thể nào bỏ qua, dù cho việc đó có phản lại quyền lợi đất nước. Hắn phát hiện ra là con rể của Mussolini vẫn thường dùng cocaine. Hắn chỉ cần biết có thế thôi. Hắn nắm chắc Siano, đến mức tên này không thể sống nếu không có thứ ấy. Đã có lần khi chiến tranh đang còn diễn ra ác liệt, Siano đã cùng với hắn đáp máy bay riêng đến Istanbul. Với chuyến đi này, Vito đã móc nối một món to ở thổ Nhĩ Kỳ và hắn đã thu xếp để chờ thuốc phiện lậu về giao cho một số cơ sở chế biến ở Milan. Dù người ta có tin hay không, các phi công người Ý đã phải chờ thuốc phiện qua Phi Châu về cả đến Tanzia trong thời gian thống chế Đức Rommel đã kiểm soát được Bắc Phi. Đối với Vito, thuốc phiện là cả cuộc đời của hắn. đã một lần năm 1944. Joe Adonis đã cử Steve Magadino từ Buffalo đến nhà tù Great Meadow gặp tôi. Magadino đưa cho tôi xem một bức thư của Vito bảo hắn phải mở một con đường chuyên chờ thuốc viện mới. Bởi vì Bắc Phi đã bị quân đội Mỹ chiếm đóng và con đường chờ thuốc viện hắn vẫn dùng đã bị cắt đứt. Có nghĩa là hắn cảm thấy buồn giàu và bực tức khi đất nước của hắn đẩy lùi được bọn quốc xã. Có điều Magadino không thể biết được điều đó trong thư công khai được. Đó là khi Vito bắt đầu cảm thấy lúng túng phải lựa chọn giữa quân đội Mỹ và những người bạn ý của hắn. Từ Mussolini đến tất cả triều đình của hắn đang quảng chân lên cổ chạy khỏi Rome. Vito không bao giờ đủ thông minh để có thể hiểu được việc gì sẽ xảy ra. Và hắn cũng chẳng có mối quan hệ nào với những bạn mới. Vì vậy, hắn rất hốt hoảng và họ đã tìm đến tôi để nhờ giúp đỡ. Tôi đang nằm trong nhà tù Great Meadow cách xa hắn 4.000 dặm. Ấy thế mà hắn đã tìm đến tôi để nhờ tôi giải quyết. Tôi nói với Margarino là tôi đã nhắn với Costello, tìm cách giúp cho Vito đứng vững ở Ý. Khi tôi làm điều đó, tôi cũng đã nghĩ đến bản thân mình, bởi vì theo kế hoạch, chắc chắn tôi phải đi Ý và sống ít nhất là một thời gian. Vì vậy, có thể tôi sẽ tìm đến Vito ở Ý. Quân đội đã cử Charlie Poletti một người bạn tốt của chúng tôi để đứng đầu bộ máy quân quản ở Ý. Poletti đã giữ vị trí này một thời gian khá dài. Bộ tư lệnh của ông ta đặt ở địa điểm gọi là Nola và Vito được cử làm một sĩ quan phiên dịch. Nếu cần thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể thu xếp với Poletti bắt Vito đứng úp mặt vào tường và cho nó vài chục viên đạn đồng. Giữa năm 1944, ý đầu hàng đồng minh và các lực lượng quân đội Mỹ nhanh chóng lập ra chính quyền quân quản do đại tá Charlie Poletti đứng đầu. Ông ta trước là phó thống đốc New York và có thời gian làm quyền thống đốc sau khi Herbert Lehman vào quân đội. Genovese đã trình diện ở Bộ Tư lệnh và lập tức được cử làm sĩ quan phiên dịch tiếng Ý và Mỹ. Chỉ trong vài tuần Vito đã đứng đầu cả một hệ thống chợ đen rộng lớn bao gồm toàn bộ những vùng đồng minh kiểm soát. Trong danh sách những người ăn cánh với hắn, có một số quân nhân Mỹ, một số viên chức dân sự Mỹ và một số ít binh lính đồng minh có nhiệm vụ mở cửa các kho hàng quân đội lái các đoàn xe quân sự chở hàng lấy cắp. Nhờ vị trí là một sĩ quan trong chính phủ quân quản Mỹ nên Vito đi lại tự do, không ai nghi ngờ. Đại úy Chuck L. Đàn người tạm thời phụ trách căn cứ hậu cần lớn ở Nola đã dùng Genovis làm sĩ quan liên lạc riêng vào tháng 4 năm 1944. Ông ta đã nhận xét về Vito như sau, anh ta đã tỏ ra rất đắc lực là một người hết sức lương thiện và cũng đã phát hiện nhiều vụ ăn cắp hàng và nhiều vụ buôn bán chợ đen do một số nhân viên dân sự tiến hành. Anh ta đã tỏ ra rất trung thành với quê hương mới của mình là nước Mỹ. Thiếu tá E. N. Holmgren cũng đã dùng Vito làm phiên dịch hơn một tháng và đã nhận xét rằng, anh ta không muốn nhận lương, tự trả lấy món chi tiêu. Anh ta đã làm việc suốt ngày đêm và đã giúp việc rất đắc lực cho chính quyền quân quản thiêu tá Stephen Young cũng đã nhận xét về Genovis, tôi coi anh ta là người trung thực và đã được giao nhiệm vụ quan trọng. Thật ra hồi đó, Genovis có thể phục vụ chính quyền đồng minh mà chẳng cần lấy tiếng. Chỉ trong một thời gian ngắn hắn đã bỏ vào túi hơn một triệu đô la. Hắn bán các thứ hàng hoa Mỹ cho dân Ý, toàn là những thứ có thể cứu họ hoặc giúp họ khỏi phải chết đói. Hắn vớ được những món tiền béo bở với số penicillin, thuốc lá, đường mà hắn lấy ở các kho quân đội Mỹ và dùng xe của quân đội Mỹ để chở các hàng chợ đen này đi khắp nước. Tuy vậy, trong bộ tham mưu của chính quyền quân quản vẫn còn một người không tin Vito Genovis. Tên anh ta là Orin Dickey, thượng sĩ trong cục điều tra hình sự quân đội. Anh ta bắt đầu điều tra về những vụ mất mát lớn trong các kho Nola và nhiều căn cứ khác. Chẳng bao lâu anh ta lần đến tên của Genovis ký dưới nhiều giấy tờ xuất hàng chuyên chở, điều động xe cổ, phân phối hàng hóa. Dicky tiếp tục điều tra và đã phát hiện hai quân nhân Canada dính líu vào các hoạt động chợ đen. Họ nói với Dicky về mật khẩu của các chuyến làm ăn là: "Tôi là người của Genovis cử đến." Dicky còn tìm ra nhiều bằng chứng khác. Trong khi đó thì cục phản gián cũng bắt đầu nghi ngờ Genovis, người vẫn có quan hệ lâu dài và chặt chẽ với các tên đầu sỏ phát xít Ý, có thể đang hoạt động gián điệp cho Đức. Mùa hè 1944. Dickie báo cáo những điều phát hiện của mình cho đại úy dan và nhiều quan chức cao cấp khác. Họ ra lệnh cho anh phải ỉm vấn đề này đi. Dicky chống lại và tháng 8 năm 1944, anh đã sử dụng quyền hạn của mình đe bắt Genovese về tội buôn bán chợ đen và bị nghi là hoạt động gián điệp. Nhưng bắt là một việc, còn kết tội được là một việc khác. Dicky gửi diện cho Sở Điều tra Liên bang FBI ở Washington báo cáo những kết quả điều tra cũng như ý kiến của anh về Genovese anh ta cũng hỏi ý kiến là ở mỹ Zenovis có đang bị truy tố không đúng là ở mỹ đang có lệnh truy nã vito trong những năm ở tù ernest rupolo đã càng ngày càng dao động và điều vito vẫn lo lắng đã xảy ra rupolo đã khai về vụ giết bocha hắn còn cung cấp cả tấn người làm chứng đó là peter latempa chủ một hiệu bán thuốc lá và là một thành viên của thế giới ngầm latempa đã khai là hắn có nghe nói về những chi tiết của vụ án mạng và với lời khai đó Chính quyền Brooklyn đã có căn cứ hợp pháp để truy tố Genovis và Mika Miranda về tội giết người. La Tempa được cảnh sát bảo vệ hết sức chặt chẽ, Orin Dicky được giao nhiệm vụ áp giải Genovis từ ý về Mỹ. Genovis tìm mọi cách hối lộ Dicky, về sau Dicky kể, hắn tìm mọi cách để mua chuộc tôi. Thậm chí hắn hứa sẽ đưa cho tôi 250.000 đô la nếu tôi để cho hắn thoát khỏi tù tội. Genovis còn hứa hẹn cả quyền cao chức trọng bất cứ chức nào mà Dicky muốn. Dicky đã cự tuyệt, Genovis bắt đầu dở giọng đe dọa tính mạng của Dicky và cả gia đình anh ta. Nhưng Dicky vẫn không nao núng, anh đã còng tay Genovis và giao cho cấp trên, mặc dù Genovis chỉ là nhân viên dân sự của quân đội nhưng hắn lại do quân đội giam giữ. Những mối quan hệ của chúng tôi trong quân đội rất tốt. Nhưng tôi biết không có một ai có đủ thế lực để thả Genovis bởi vì chúng tôi không thể mua chuộc cả tòa án binh. Ngoài ra, ở trong nhà tù Great Meadow, tôi cũng đang quá bận rộn về những việc của bản thân. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đã đến lúc hắn phải tự lo lấy thân. Khi Willie Moretti và Frank đến gặp tôi, nói rằng mọi người ở New York, cả Anastasia, đều nghĩ rằng chúng tôi không nên bỏ rơi Vito. Họ đã hết sức văn nài để tôi thay đổi ý kiến. Frank Costello đã đưa Genovese ra khỏi bàn tay của quân đội và chuyển qua cho tòa án Brooklyn. Vụ án Vito được giao cho Julius Health, phần trợ lý của chánh án Brooklyn. Chúng tôi không có quan hệ tốt với tay này, nhưng có điều chúng tôi có thể làm được là người của chúng tôi có thể lọt được vào nhà tù, nơi La Tempa thức dậy với một cơn đau dạ dày dữ dội. Lục phủ ngũ tạng của hắn đều nhức nhối, người ta bảo là hắn bị loét dạ dày và cần phải mổ. La Tempa sợ, không chịu để cho ai mổ cả. Cuối cùng Hắn lấy lọ thuốc mà hắn thường uống, nuốt một vài viên và leo lên giường ngủ lại. Hắn vĩnh viễn không bao giờ thức dậy với cái chết của Latempa. Vụ án xử Genovis thất bại. Hắn nằm lại trong tù gần một năm nữa rồi được thả ra. Chiến tranh ở Châu Âu chấm dứt. Đúng vào ngày 7 tháng 5 năm 1945, thống đốc Thomas Dewey nhận được đơn của Charlie Lucania xin chính phủ khoan hồng và được thả tự do điều giao việc này cho một tiểu ban do ông ta chỉ định các luật sư của luciano nói với tiểu ban rằng anh đã hợp tác với các viên chức bộ chỉ huy cao cấp và có đóng góp nhất định vào chiến tranh của đất nước như vậy anh ta đáng được hưởng tự do ha fenden cũng đã viết một bức thư riêng ca ngợi những cố gắng của luciano theo ông ta thì những cố gắng này đã rút ngắn chiến tranh ở sicily và ý những cố gắng ấy cụ thể là gì thì tiểu ban không hề được nghe báo cáo Ha fenden cũng chả nói gì cụ thể và bộ hải quân thì từ chối không công bố các chi tiết. Tuy vậy, các nhân viên trong tiểu ban biết rõ ngài thống đốc muốn gì. Mặc dù họ không chứng minh được những hình thức hợp tác của Luciano vào cố gắng chiến tranh, nhưng họ đã gửi cho Dewey một bản báo cáo, nhất trí đề nghị cho Luciano được hưởng tự do có điều kiện. Ngày 3 tháng 1 năm 1946, thống đốc Dewey công bố, Lucky Luciano sẽ được thả tự do nhưng anh ta không được phép ở lại nước mỹ mà phải trở về sinh quán của mình ở sicily dewey nói rằng từ khi nước mỹ tham chiến luciano đã hợp tác với các cơ quan quân đội kể cả việc cung cấp các tin tức về kế hoạch tiến công của kẻ thù rõ ràng anh ta đã có hợp tác và những cố gắng đó nhưng giá trị những tin tức mà anh ta cung cấp không được rõ ràng thái độ của luciano trong thời gian ở tù được báo cáo là tốt vài năm sau trong một cuộc phỏng vấn của tờ Biêu điện New York, Dewey có nói rõ hơn một chút, một cuộc điều tra chu đáo hơn đã cho thấy rằng, sự giúp đỡ của Luciano đối với bộ hải quân trong thời gian chiến tranh là nhiều và có giá trị. 10 năm tù là một thời gian khá dài đối với cái tội chứa gái. Những yếu tố đó đã khiến cho tiểu ban điều tra đề nghị chuyển bản án của Luciano thành án trung thân biệt xứ. Mùng 2 tháng 2 năm 1946 Luciano bước ra khỏi cổng nhà tù Great Meadow. Người ta đưa anh đến Cù Lao Ellis Island thuộc cảng New York. Anh ta ở đấy để chuẩn bị rời New York. Trên đường đi, xe chạy qua khu Manhattan. Lần đầu tiên sau 10 năm, anh nhìn thấy thành phố mà anh yêu mến và kiểm soát. Trong một tuần ở Cù Lao Ellis, anh có thể nhìn thấy chân trời vừa gần gũi nhưng cũng rất xa vời. Lúc xe đang chạy qua thành phố, tôi có đề nghị những người áp tải tôi dừng lại vài phút tôi chỉ muốn được ra khỏi xe và đặt chân lên đường phố manhattan tôi muốn có cảm giác đang được đi trên đường phố đó chứ không phải đang đứng sau những song sắt của nhà tù nhưng họ đã từ chối vì họ không được phép làm điều đó thế là chúng tôi phóng xe thẳng ra bến phà và qua bên kia vịnh suốt tuần lễ sau đó tôi ngủ ở cù lao ellis và nhìn về phía những nhà cao tầng của thành phố tôi thấy rõ cao ốc chrysler và nhớ lại rằng mấy năm trước đây Walter Chrysler vẫn thường đến Saratoga và đánh bạc trong các sòng của tôi. Chúng tôi đã quen biết và khá thân với nhau, nhưng giờ thì tôi không được phép bước vào các cao ốc này nữa. Và kia là cao ốc Empire State, đã có lần ông chủ cao ốc nổi tiếng này, John Raskob, đã đề nghị tôi giúp đỡ người bạn thân của ông ta là Al Smith ra tranh cử Tổng thống. Bây giờ ngồi ở Cù Lao Ellis, tôi không còn được phép sử dụng các thang máy nổi tiếng của ông ta một tuần lễ chờ đợi thật là nặng nề đối với tôi tôi vẫn thường xuyên tự nhủ đơ m chúng nó tao sẽ trở về tôi thề là sẽ tìm ra một cách nào đó để thay đổi tình thế